Sếp quý, Lucy sao cô tới đây? Không phải bảo cô nghỉ ngơi rồi sao? Có phải có người dựng chuyện về tác phong sống của tôi không? Chuyện này tôi có chứng cứ, tôi có thể giải thích. Nhân phẩm của tôi chắc chắn không như họ nói. Không phải tác phong sống gì đó, chỉ là có người nghĩ cô tàn nhẫn độc ác, bảo là vì ân oán cá nhân mà cô nhằm vào vấn đề kinh tế của người ta, không chịu buông tha, tống cả cha cả con vào tù. Đây là điều tối kỵ trên thương trường. Người ta nói không dám hợp tác với cô, sợ là đắc tội cô mà không hay biết. Rốt cuộc là ai tố tôi độc ác như vậy? Lucy là thế này, tôi rất tán thưởng cô, nhưng giờ là lúc mấu chốt của dòng gọi vốn đầu tiên, tôi không dám đánh cược. Hôm nay cô về trước, để chúng tôi xem thử giải quyết chuyện này thế nào. Sếp quý, hai vết sẹo của tôi là do lúc đó tôi giằng co với Lý Quân, đập vỡ cốc thủy tinh, rạch tay mình. Vì chỉ có vậy tôi mới có thể thoát sự xâm hại của ông ta. Hoàn toàn không phải là ân oán cá nhân như những gì họ nói. Nhưng sau đó công ty ông ta và chính ông ta cứ luôn đặt điều vu khống tôi, hại tôi mất việc, không thể ở lại Bắc Kinh nữa. Vậy lại thực ra là có người khác tố giác ông ta, đó là một nhân chứng phạm tội, cũng không phải là tôi. Anh nghĩ đi, nếu là tôi, sao tôi lại đứng ở đây? Chắc chắn tôi đã đi phối hợp điều tra rồi. Lucy, mình đừng kích động. Khoan hẳn kích động, chuyện này giải thích rõ được, nhưng mình phải tìm thời cơ để giải thích. Lát là khách hàng tới. Cô xem. Vậy hay tôi về trước? Tôi chờ mọi người ở khách sạn, trưa nay đi ăn chung. Dù sao phương án cũng là tôi làm, tôi đi trình bày họ sẽ dễ hiểu hơn. Được rồi, thế này đi, tôi ở trên xe, mau đầu họ trước. Lát cô gặp họ rồi, tùy cơ ứng biến. Được, tôi qua đó trước nhé. Cảm ơn sếp quý. Anh nghĩ lại, thấy mình không thể mời em ăn burger suốt được. Nếu mà còn mời em ăn burger, anh thực sự không biết giấu mặt đi đâu. Nên anh quyết định hôm nay phải rửa mối nhục. Không đâu, rất nhiều việc là do anh dạy em làm mà. Em phải cảm ơn anh đấy. Là em không có mặt mũi gặp anh. Đúng rồi, anh nhớ hình như lần trước em nói em muốn nấu cho anh cần tây bách hợp phải không? Tâm nõn cần tây. Nấu chưa? Đây này. Nấu thật à? Cho anh thử nào. Em quên đũa rồi. Nhà hàng anh đặt không cho đem đồ ăn ở ngoài vào đâu. Đây mà không ăn thì phí lắm. Không cần đũa đâu, bóc được rồi. Vậy anh ăn đầu kia nhé. Đầu em cầm, anh đừng ăn. Mùi vị ngon đó. Ngon lắm luôn. Rất mềm. Mùi vị ngon ngọt. Với cả, anh lấy xe đàng hoàng đi. Ngon thật mà. Thật không ngờ, mặt nấu nướng em có khiếu thật. Giòn ngọt vừa miệng. Em coi màu sắc này, xanh mướt. Em mua một cây cần to lắm. Lần đầu em làm cắt không đúng, rất là dai. Lần thứ hai em làm lại canh lửa không đúng, làm khét luôn. Đây là thành quả lần thứ ba. Lúc đó em không biết cho bao nhiêu muối, nên chỉ cho một ít. Em nghĩ nhạt chút sẽ đỡ hơn là mặn. Nói không sai, có lý lắm. Bớt ăn muối tốt mà. Healthy. Em cũng nghĩ vậy. Ít dầu ít muối healthy hơn. Các mặt của hai đứa mình hợp nhau đến không ngờ. Cả khẩu vị cũng giống nhau. Cảm ơn em.
Hôm nay cho anh được ăn món tôm nõn cần tây, ít dầu, ít muối, ít bột ngọt. Đúng là mùi cơm nhà làm. Em để hộp lại trên xe anh nhé. Em không đút anh nữa à? Còn lâu nhé. Cơ mà giờ nghĩ lại, bấm ngón tay tính, cũng phải 3 năm rồi anh không được ăn cơm nhà. 3 năm? Sao lại thế? Anh biết em muốn hỏi gì. Em muốn hỏi là tại sao anh mới ly hôn 1 năm mà đã 3 năm không được ăn cơm nhà, đúng không? Thực ra cũng đơn giản lắm. Thì là trước đây công việc anh bận, tất nhiên công việc của vợ cũ cũng bận, nên anh bàn với cô ấy. Vì lương của anh cao hơn của cô ấy nhiều, nên từ các góc độ giá trị thời gian hay là lợi ích kinh tế, thì anh cũng mong muốn góp ý cô ấy đổi một công việc nhẹ nhàng hơn. Vậy thì phân công trong gia đình sẽ rõ ràng. Anh gánh bên nặng là lo kiếm tiền nuôi gia đình, còn cô ấy thì lo việc nhà. Thực ra anh thấy mỗi người có một thế mạnh mà, đúng không? Anh nghĩ chỉ khi làm vậy gia đình mới ổn định hơn. Nhưng mà vợ cũ anh cực kỳ bài xích và bất mãn. Thế nên chỉ đành chiến tranh lạnh với anh. Dần dà thiện cảm về đối phương từ từ biến mất, rồi phải đường ai nấy đi để cả hai đều vui vẻ. Với lại cô ấy nói anh gia trưởng. Thực ra anh rất hiểu rõ sự nặng nhọc khi làm việc nhà. Anh cũng hiểu rõ giá trị của lao động tại nhà. Nhưng mà anh chỉ không hiểu kiểu tự do mà cô ấy hay nói rốt cuộc là sao. Tất nhiên anh có đặt mình vào vị trí cô ấy, nên mỗi khi anh thấy mình không hiểu vợ cũ, khi anh không biết cô ấy đang nói gì, anh sẽ đặt mình vào vị trí cô ấy. Anh sẽ suy nghĩ theo góc độ của cô ấy, suy nghĩ xem nếu đó là con gái anh hay mẹ anh gặp phải chuyện như vậy, anh sẽ nghĩ sao. Nên anh không ngừng nhịn, không ngừng nhịn. Tới cuối cùng công ty đặc biệt danh canh là Ninja Rùa. Thật sự là xin lỗi, anh không nên nói với em những chuyện này. Có thể do không ngờ hôm nay sẽ ăn được món cơm nhà nên hơi kích động. Xin lỗi nhé. Nhân viên chỗ chúng tôi rất đơn giản, không như mấy chỗ hàng trăm người. Lucy, thật không khéo, nay Thượng Hải vừa đúng đợt không khí lạnh. Anh mau ngồi đi, uống nước nóng cho ấm người. Cô Phương, là tôi. Nãy chúng tôi còn nói không khí lạnh chắc chắn đã theo chuyến bay của chúng tôi xuống phía Nam. Người miền Bắc phải chịu trách nhiệm. Nào, người miền Bắc không chỉ đem tới không khí lạnh mà còn có sự công bằng và hào phóng, phải không Lucy? Sếp Quý khéo ăn khéo nói quá. Nãy nói tới cơ cấu nhân viên của bên chúng tôi. Lucy, cô đứng đó làm gì? Cô ngồi xuống đi. Cô không ngồi xuống tôi sẽ thấy bất an đấy. Nào, cơ cấu nhân viên của Bingbin rất đơn giản. Ngoài lập trình viên, về cơ bản là người chuyên đi mua hàng. Với cả nhân sự này, hậu cần này đều kiêm nhiều chức vụ, nên là một người có thể tách làm hai để dùng. Ví dụ như Lucy, tới chưa bao lâu đã đảm đương một mình được rồi. Cả Bingbin nữa. Cô Phương, không lẽ cô cũng là người chuyên đi mua hàng? Đúng là vậy. Trước khi ứng tuyển vào đây, tôi đã làm đại lý cho 3 nhãn hàng quốc tế. Giống như sếp Quý vừa nói, công ty tôi về cơ bản đều là người chuyên đi mua hàng và lập trình viên. Không nói quá tí nào. Sếp Tào, chính vì Lucy từng làm đại lý cho nhiều nhãn hàng quốc tế lớn, nên cô ấy không chỉ là người chuyên mua hàng, còn có sự nhạy bén cực tốt. Đồng thời mặt vận hành, năng lực của cô ấy chắc chắn không thành vấn đề. Cả công ty rất tin tưởng cô ấy, nên lần này kế hoạch gọi vốn của chúng tôi đã để cho Lucy làm. Thời điểm trong đó cực chính xác, với lại các điểm quan trọng đều nhắm vào chỗ trọng yếu. Anh có thể xem qua. Các anh có thể xem qua trước.
Rồi có ý kiến gì chúng ta có thể lấy ra thảo luận. Được chứ? Đây chỉ là hiểu lầm. Người tố giác Lý Quân không phải là tôi, mà là một người chị bị hại trước tôi 2 năm. Tố cáo xong, chị ấy đã ra nước ngoài vì là nhân chứng phạm tội. Lúc đó còn trẻ không hiểu chuyện, chị ấy cũng đã tham gia vào nên không thể ở lại trong nước nữa. Dạo trước, sau khi đọc tin này, tôi phát hiện ra bản thân mình là nạn nhân cuối cùng. Tôi nghĩ có thể chắc có liên quan tới gì. Lúc đó tôi liều chết chống cự. Khi đó tôi mới tốt nghiệp đại học, còn Lý Quân đã là người có tiếng trong ngành. Chúng tôi cách nhau một trời một vực. Khi đó tôi không thể chạy trốn, tôi không trốn được, nên tôi đập vỡ một cái ly thủy tinh rồi cứa vào tay mình. Một nhát, hai nhát, ba nhát, cho đến khi dọa ông ta sợ bỏ đi. Nhưng sau đó tôi lại bị công ty đuổi việc một cách khó hiểu. Rồi lại tự dưng có rất nhiều lời đồn nói tôi đang uy hiếp Lý Quân, nên tôi không còn cách nào ở lại trong nước nữa. Sau đó tôi xuất ngoại, đi làm thêm, thi nghiên cứu sinh, mà danh ẩn tích mấy năm. Tốt nghiệp xong tôi không thể nào về Bắc Kinh làm gì, vì ông ta ở đó, nên tôi mới tới Thượng Hải. Dù Lý Quân đã qua thời đỉnh cao sự nghiệp, nhưng so với ông ta, tôi vẫn là trứng chọi đá. Nếu không nhờ người chị đó hy sinh bản thân làm nhân chứng, thì hôm nay Lý Quân đã không ngã ngựa. Chuyện này ai cũng có cha sinh mẹ nuôi. Lý Quân này đốn mạc quá. 5 năm rồi, hôm nay là lần đầu tiên tôi nói ra chuyện này. Nhưng nếu tôi không nói rõ, cả nhà Lý Quân sẽ lợi dụng sự im lặng của tôi để che giấu tội trạng, còn nói tôi đang đã kích báo thù họ. Lý Quân có một đứa con trai, sau khi tốt nghiệp đã không làm việc trong phạm vi Bắc Kinh của bố anh ta, mà tới Thượng Hải. Vừa khéo sao lại đúng công ty tôi. Tôi mới về nước làm được 2 tháng. Sau khi tôi xác nhận đó là con trai Lý Quân, tôi cũng cảm thán, sao cuộc sống còn máu chó hơn cả phim vậy. Thế là ngày hôm sau tôi nghỉ việc công ty đó, rồi qua chỗ xếp Quý. Sau đó nữa tôi nghe nói con trai Lý Quân say rượu lái xe, nằm viện ngồi tù. Nên tôi nghĩ có thể họ đang đổ mọi tội danh lên đầu tôi. Chuyện này đại khái là như vậy. Tôi nghĩ nói rõ hiểu lầm cũng tốt. Xếp Tàu đi đường xa chắc mệt lắm nhỉ? Trong sắc mặt anh khá mệt mỏi. Hay anh nghỉ lát đi, tôi xuống đặt món đặc sản ở đây, mình vừa ăn vừa nói. Được, khách nghe ý chủ. Chờ lát ăn xong tham quan Binh Binh và bàn bạc, để tôi coi có thể cho Phương Chỉ Hành tham gia không. Tôi nghĩ chúng ta hiểu lầm cô ấy rồi. Cô gái này vẫn còn khá trẻ, cuốn lên là khai ra hết. Nếu bảo cô ấy là cao nhân, im hơi lặng tiếng tính toán từng bước, tống Lý Quân vào tù, tôi tin không đâu. Đúng vậy, cô gái trẻ như vậy, anh nghĩ coi có thể làm ra chuyện lớn, sửa nhà họ Lý như người ta đồn sao? Trừ khi có bối cảnh gia đình. Nhưng nếu mà có bối cảnh gia đình ghê gớm, thì năm đó Lý Quân đã không dám động vào cô ấy rồi. Còn không thì là cô ấy tìm được một người bạn trai có bối cảnh, đã sắp yêu đương với con trai Lý Quân rồi, cô ấy lấy đâu ra bạn trai? Cơ mà ai dính phải chuyện này cũng xui lắm. Tôi thấy nãy xếp Quý cũng bên cô ấy xuống. Bỏ đi, sắp cuối năm rồi, mình ăn năm mới cho vui vẻ. Theo tôi thấy dự án này mình cứ thúc tiến theo kế hoạch ban đầu, cho thêm phần bánh nếp truyền thống. Cứ thế đi. Vâng, chị chờ lát. Cảm ơn.
Chị cũng không có việc gì. Hay là cô dì nghỉ đi. Cẩn thận nóng. Mai hạch toán chi phí mới là bước quan trọng. Không sao. Chỉ cần họ không đuổi tôi thì tâm trạng tôi không thể ảnh hưởng hoạt động của não. Chiều đi tham quan công ty mà, nhỡ đâu họ hỏi dồn dập, hỏi tới chuyện gì đó, anh cũng đâu thể nói với họ. Mai đi làm hỏi Tiểu Phương đi. Được đó. Cô nàng mạnh mẽ, cô còn hơn cả tôi. Cô trụ vững đó. Vẫn phải cảm ơn sếp Quý đã hiểu cho. Thực ra nói xong tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trước đây tôi cứ lo với cái nết nhà họ Lý, không biết khi nào sẽ trả thù tôi, khi nào sẽ đâm tôi một nhát, đồng nghiệp sẽ nhìn nhận tôi thế nào đây. Sao tôi ra đường gặp ai được? Sao cô không thể ra đường gặp ai? Cô là nạn nhân. Tên họ Lý mới không thể ra đường gặp ai. Hắn là ma. Phải. Nên giờ tôi buông rồi. Có một người trong nội bộ gửi tài liệu tới. Trong đó là danh sách người bị hại. Trong đó có tên tôi. Anh lên mạng là tra được. Anh làm chuyện thất đức vậy. Cô cất đi tôi không xem. Nghe tôi nói, tôi tin cô. Cô không cần chứng minh gì với tôi. Cảm ơn. Em mới nhớ ra, thẻ ngân hàng anh cạn tiền rồi nhỉ? Chỗ này tốn không ít đâu nhỉ? Hôm qua anh đi đâu vậy? Nói qua điện thoại mà bí hiểm thế. Nhắc tới lạnh tức. Chiếm dụng thời gian nghỉ của bọn anh, bắt đi team building gì đó. Một đám người ở đó như đàn lừa ngu vậy. Kế bọn anh đi leo núi. Ngọn núi bé téo tẹo, có gì đâu mà leo. Anh tốn chưa tới 10 phút là đã ngồi trên tảng nham thạch ở đỉnh núi, hít gió Tây Bắc chờ họ rồi. Kết quả chờ hết nửa tiếng, mãi mới có người thứ hai ló đầu ra từ con đường mòn quanh núi, chạy tới trước mặt anh thở hồng hộc. Anh ta còn bảo mệt. Anh ta có tư cách gì mà bảo mệt? Vừa ăn vừa uống vừa nghỉ mệt, lại qua nửa tiếng. Anh rét tới mức ngồi lạnh hết bộ lòng. Được lắm. Nếu không vì anh thồ lương thực của hơn 10 người thì đã dứt túi đi xuống núi rồi. Sau này anh không đi chơi nhóm nữa. Dân thể thao ngoài trời bán chuyên như anh, so với người ta mà không thấy ngại sao? Thì anh bị cái từ team building sang chảnh dụ dỗ đó. Anh nghĩ mình vừa tới trường chưa bao lâu, nếu không tạo mối quan hệ với mọi người thì không hay cho lắm. Kết quả hôm qua một người nhìn xa trông rộng nhắc nhở anh, đừng xem nó là team building, đó là hoạt động công đoàn, hoạt động đoàn đội trước đây. Kỳ thực nói trắng ra là bỏ tiền đi du lịch. Anh hiểu ra ngay. Thế là méo mặt xong, anh lại nghĩ, người cá tính như David này mà lại chiếm lợi từ tập thể. Ôi mẹ ơi, trong nháy mắt thấy nhục hết sức mà. Được rồi đó. Em thấy anh khó chịu nhất là vụ người ta dùng hoạt động chán ngòm đó chiếm hết một ngày cực kỳ quý báu của anh, phải không? Anh biết, chạy tới chỗ em nghe chửi chắc chắn còn có thu hoạch. Nói đi, hôm qua tìm anh có chuyện gì? Lo anh không có cơm ăn. Giờ em biết rồi, lo hảo. Anh biết, chắc em muốn anh xin lỗi phong lộ thanh thiền trước mặt mọi người, phải không? Xin lỗi gì? Nó biết rõ người có thể dùng tài khoản Nhan Chính Nghĩa chắc chắn rất thân với em, vậy mà nó còn gọi cả đống câu từ cay nghiệt để bình luận văn chương của anh. May mà em rộng lượng, biết rằng tính nó một mực tìm ra lẽ phải, không hiểu nhân tình thế thái. Nếu đổi là người khác, đẹp tới thẳng nhà lâu rồi. Anh không phải xin lỗi. Em còn phải lén chạnh lòng 3 ngày không cho nó thấy. Em có dễ dàng gì đâu. Em cũng có thất tình lục dục, hơi quán trách đó. Mình thân lắm mà. Thân cỡ nào? Thân cực. Thối tới mức phải mở cửa sổ ra cho bay mùi. Này là mùi thối hợp nhau. Ra rồi này. Cẩn thận.
Nào, anh mà không canh chừng em là anh nghĩ em đang sống sờ sờ cũng tự làm mình chết đói được. Nhìn đây, học hỏi nào. Cơ mà nói lại, anh và Hà Mẫn Hồng đánh nhau bằng ngòi bút một trận xong, được xem mỗi bài đều tăng chóng mặt, nên có thể thấy rượu thơm thì cũng phải xiên rau hàng. Cũng có thể thấy Hà Mẫn Hồng đã làm đá lót đường cho anh. Nói cũng phải. Không lẽ em lại muốn khuyên khéo anh đi xin lỗi cô ấy? Đúng rồi đó. Mình có quan hệ gì chứ? Chắc chắn là đứng về phía anh. Chuyện này nếu do cô ấy tự lên kế hoạch, cố ý khoe mẽ, làm trò hề hút người xem, chắc chắn anh sẽ không nói tiếng nào xin lỗi cô ấy trước mặt mọi người. Anh còn phải kéo theo em nữa. Nhưng mà cô ấy không phải thế. Yêu cầu anh cao thế với người quen để làm gì? Cô ấy đâu có ý xấu. Anh biết là được rồi. Vậy là em thừa nhận mình thiên vị anh. Tất nhiên. Tại đẹp chứ sao? Vậy em nói xem, một người đẹp thế này làm bạn trai em được không? David, em cảnh cáo anh nhé. Đừng có liếc mắt đưa tình với em nữa. Coi cho em bây giờ đi, cây cối rậm rạp nhiều cầm thú, anh Nguyên ngập lắm đó. Anh dâng mình tận cửa luôn rồi. Em cứ việc cầm thú đi. Đừng phóng điện với em nữa, hậu quả tự chịu đó. Em nói thật với anh, thực ra con người em cái gì cũng muốn, tốt nhất là như bây giờ, không cần chịu theo thời gian của ai. Em muốn vào phòng thí nghiệm thì vào phòng thí nghiệm, nửa đêm hệ có hứng thú là em sẽ đá chăn bật máy tính, không ai quấy rầy em. Kiểu như nói trắng ra là kiểu muốn ăn sạch xong quất ngựa truy phong. Đúng, tâm hồn em là gái hư, tốt nhất anh tránh xa em ra. Nói đúng lắm. Hôm nay là bữa cơm của trai gái hư. Em nghĩ đi, dù mình có sở thích khác nhau, nhưng phong cách ăn ở giống nhau phải không? Anh cũng cần thời gian tự do riêng. Vả lại anh cũng không dám tùy tiện tán cô nào. Anh sợ bị người ta coi là trai điểu. Cũng chỉ với người quen biết bao nhiêu năm như em hiểu rõ tính anh, anh mới dám nói. Thật đó. Này anh tới là có chuẩn bị trước phải không? Bỏ từ phải không đi. Em tưởng anh sẽ tùy tiện phóng điện với người khác à? Trước đây anh âm thầm điều động công việc của anh là để tới thành phố mà em học. Kết quả một cuộc điện thoại gọi tới, đem về nước, anh chỉ có thể nối gót theo em, nên dính phải cái nghề suốt ngày giao thiệp với bọn lừa đảo quốc tế. Anh hết chịu nổi rồi nên từ chức. Thấy anh thành tâm thế, em đồng ý giùm anh đi. Mình tráp qua tráp lại, không ai thiệt hết, đỡ hại xã hội. Tụi mình đều rất bận, không ai phải chờ ai, không ai phải cảm thấy nợ ai. Chịu. Không. Chốt. Anh thích cái tính biến rườm rà thành đơn giản của em. Kể từ lần đầu tiên em đã nhăm nhe sắc đẹp của anh rồi, rồi sau đó không phát hiện ra vẻ đẹp nội tại của anh nữa à? Tự do tự tại mà. Hứa rồi nhé. Quyết định thế. Móc ngoéo. Mở chai rượu ăn mừng nha. Em đi lấy.
chỉ có rượu gia vị. Không sao. Khung cảnh đẹp nhỉ? Phải. Gần nhà chị cũng vậy sao? Không so được. Khu chung cư này đây, Hà Mẫn Hồng nói với tôi đó. Vị trí cụ thể giờ tôi gửi qua WeChat cho chị. Được. Sao tên chung cư quen thế nhỉ? Beethoven đó. Không quen mà được sao? Không phải, không phải. Được, tôi gửi rồi nhé. Tôi đưa chị tới đây thôi. Tôi còn phải chạy xô. Cảm ơn cô. Tôi đưa cô ra trạm tàu điện ngầm. Mình có xa lạ gì đâu. Không cần khách sáo thế. Chị mau đi tìm người đi. Tìm được rồi là có thể canh chừng cô ấy. Viết bài trước. Được, được, được. Tạm biệt nhé. Tạm biệt. Hà Mẫn Hồng không giỏi từ chối lắm đâu. Diệp Trăng Trăng cũng sống ở chung cư này nhỉ? Block 8, căn hộ 2203. Block 8, căn hộ 2202. Hàng xóm. Hay lắm. Bắt tay lừa tôi. Em thích à? Have a nice. Đoán xem tôi ở đâu? Chị ở đâu? Tôi ở dưới sảnh nhà cô. Không thể qua cửa an ninh. Làm tôi sốt ruột chết được. Giờ tôi đang ở ngoài. Sao chị lại ở dưới sảnh nhà tôi? Ai đó? Biên tập viên lúc trước bảo em viết bình luận về phím Hải Ký. Alo. Không lẽ cô không muốn gặp tôi ở nhà? Không phải. Tôi đang ở ngoài thật. Sao tôi lại không muốn gặp chị chứ? À, chắc tầm một tiếng nữa chúng tôi mới về tới nhà. Hay thế này đi, mình hẹn lúc khác nhé, được không? Tôi ở đây chờ hai người, một tiếng nữa gặp. Được rồi, cúp nhé. Cô gái này liên lạc với em, chắc chắn là chồn chút tích gà, tuyệt đối không có ý tốt. Thế này đi, anh về với em. Lần trước cô ta lấy con chữ của em làm đồ chơi. Món nợ này phải tính cho kỹ. Thôi bỏ đi. Chuyện qua rồi. Em cũng nhận thù lao rồi. Sao bỏ được chứ? Thù lao đâu phải là tiền bán thân. Yên tâm đi. Có anh ở bên em, không ai dám bắt nạt em đâu. Hơn nữa, anh ghét cái kiểu người đi làm được mấy năm, có tí kinh nghiệm, biết chút chiêu trò là ra sức hà hiếp người mới đi làm. Khó ưa lắm luôn. Giả lại, người cô ta bắt nạt là em. Nghe anh. Đi. Đi.
sắp đến rồi. Biên tập viên Mạnh phải không? Phải. Cô là Hà Mẫn Hồng đúng không? Đợi đã, đợi đã, đợi lát. Tôi hỏi cô nhé. Người bảo cô ấy viết bài bình luận thứ hai cho phím Hải Ký là cô phải không? Đúng vậy. Bài lần đầu cũng là tôi thuê viết. Tôi không hề hạn chế phong cách viết của cô ấy nhé. Bài thứ hai yêu cầu cô ấy nối tiếp phong cách bài đầu. Có gì không đúng sao? Hà Mẫn Hồng, cô từ chối rồi mà. Cô chờ lát đã. Có gì không đúng nữa? Hài thật. Này cô chột dạ gì? Cô nhọc công tìm tới đây chờ ở đây. Cô muốn làm gì? Cô muốn làm gì? Ý anh là sao? Anh muốn làm gì? Không không, không chờ đã. Rối rồi này. Cô trả lời tôi trước. Tại sao cô bắt nạt cô gái tốt bụng thế này? Cô có chột dạ không? Với lại, cô dùng mấy đồng thù lao đi bắt nạt một cô gái chưa trải đời. Cảm giác thế nào? Vinh dự, tự hào lắm hả? Anh còn hỏi tôi à? Chuyện này rõ ràng là Hà Mẫn Hồng bắt tay cùng Nhan Chính Nghĩa. Anh hỏi cô ấy đi. Có phải cô ấy ở nhà đối diện tác giả phím Hải Ký Nhan Chính Nghĩa không? Cả Tần Tô Tô là con gái, không có tác giả phím Hải Ký. Tác giả phím Hải Ký là con gái mà. Không thể nào, đó là nam. Tác giả tôi gặp mặt ký hợp đồng mà tôi lại nhầm giới tính sao? Rốt cuộc lại đang gây sự. Anh làm cho rõ nhé. Hôm nay tôi tới là muốn làm rõ. Đừng lấy biên tập viên hậu đài tôi ra làm con ngốc. Tôi không có yêu cầu gì khác. Chỉ một điều thôi. Từ nay về sau, đừng để tôi thấy cô xuất hiện cạnh cô ấy nữa được không? Nào, mời mời, mời. Còn lâu tôi mới tự chạy tới thuê viết bài. Trong ngày lạnh thế này đâu. Tiểu Hà nhà anh đâu phải người nổi tiếng gì. Cô... Tác giả phím Hải Ký là sao thế? Tác giả phím Hải Ký tên Nhan Chính Nghĩa. Tên WeChat của Trăng Trăng cũng là Nhan Chính Nghĩa. Trước đây em có hỏi Trăng Trăng, chị ấy có phải là tác giả phím Hải Ký không? Trăng Trăng nói tác giả phím Hải Ký là người quen của chị ấy. Hình như là nam. Em quên rồi. Nhưng mà em thấy phong cách viết văn là con trai viết. Vậy biên tập viên này có biết cạnh nhà em cũng có một Nhan Chính Nghĩa không? Em chưa từng tiếp xúc trực tiếp với chị ta, đều do Tống Lịch chuyển lời. Cô ấy cũng không thể nói với biên tập viên Mạnh tên WeChat của Trăng Trăng là Nhan Chính Nghĩa. Nhan Chính Nghĩa ở nhà kế bên em. Nghĩ ra rồi à? Nên là biên tập viên Mạnh sớm đã biết Nhan Chính Nghĩa ở kế nhà em. Khi ký hợp đồng phải cung cấp thông tin liên lạc, địa chỉ nhà và cả photo căn cước. Em viết bài trên mạng có thể dùng biệt hiệu hay tên trên mạng, nhưng ký hợp đồng phải dùng tên thật trong căn cước. Với lại để sau này bên B có đóng thuế còn trình căn cước ra đúng không nào? Đúng rồi. Anh muốn hỏi Nhan Chính Nghĩa này biết tên trên mạng của em không? Vậy tức là khi cô ta đã biết em là Phong Lộ Thanh Thiền mà vẫn chửi em công khai bằng lý lẽ sắc bén, sau đó lại làm như không có gì, lượn qua lượn lại trước mặt em. Nếu là vậy, người muốn vây quanh cười nhạo xem trò hề của em nhất là cô ta rồi. Trời ạ, thật không ngờ sao lòng người lại tệ hại tới mức này chứ. Không thể nào. Trăng Trăng tốt bụng lắm. Bình thường chị ấy không so đo với ai. Trước đây em bị người ta ghét bỏ cũng chỉ có chị ấy ở bên em. Chị ấy là nhà khoa học, bình thường rất bận, chẳng có thời gian để ngủ. Em từng nghi chị ấy là Nhan Chính Nghĩa, nhưng em quan sát chị ấy không có thời gian để gõ chữ nữa. Nên anh mới nói em quá lương thiện. Chu Triết ở trên lầu, anh không lên đâu. Hay thế này đi, em hẹn Trăng Trăng xuống, anh nói chuyện với cô ta. Không cần đâu. Bỏ đi.
Tội em quá. Nhưng em nghĩ mà xem, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp vậy? Bao nhiêu điều trùng hợp chụm lại chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Chúng đều chỉ về một sự thật, đúng không? Sao chị ấy lại như vậy? Chào buổi sáng Cát Cát. Chào. Giờ anh bắt đầu gọi theo Trăng Trăng rồi à? Không ngờ ra tay nhanh thế. Chào. Chào Cát Cát. Chào. Tôi nói mấy mé nhé, tôi chỉ là dân đi làm ngang qua. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn trông rất xuất chúng, nên bị người ta nhìn quen rồi. Anh ấy da dày, có rớt xuống mấy tầng cũng không ảnh hưởng chức năng cơ thể. Để bánh nướng ngon nhất cho em đây. Lớp nào lớp nấy mỏng dính, hình như người chơi thể thao ngoài trời mặc bị trắm nắng. Sao em không dùng hành động để thể hiện gặp anh em rất vui? Mời xem ánh mắt chân thành của em. Mỗi sợi tơ máu của em đều lấp lánh tia sáng vui mừng. Giây phút này ngôn ngữ chẳng thể nào diễn tả được. Không hỏi anh, sáng sớm chạy tới tìm em là vì sao ư? Một ngày không gặp ngỡ ba thu. Vậy nếu nói với em không hẳn là thế, thì em có lấy chổi đuổi anh ra ngoài không? Nhà không có chổi, lẽ nào anh muốn thừa thời cơ làm loạn? Anh gặp chuyện vui là tinh thần sảng khoái. Tối qua về nhà, anh đã nghĩ tới nghĩ lui. Anh nghĩ, anh quyết định muốn làm một phi vụ to. Làm gì? Nay là thứ hai, thứ hai họp thường lệ không thể. Chưa nói đó nhé, muốn nói gì với em? Hồi trước anh viết phím hải ký, đã đi tra rất nhiều tài liệu lịch sử, trong ngoài nước đều có, ngoài nước thì nhiều hơn. Rồi thì độc giả trên mạng đúng là ngọa tổ Tàng Long. Họ bàn tới những chủ đề kia, đã khơi gợi tư duy của anh rất nhiều. Thế là tối qua anh gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Anh muốn viết một bài luận văn. Suy nghĩ của anh hiện giờ là nghiên cứu tỉ trọng về mặt kinh tế, ngành thương mại hàng hải, các nước ven biển thế kỷ 17. Các nước có tỉ trọng khác nhau, có thái độ gì với thương mại hàng hải, tác động thế nào lên đời sống của dân, từ ven biển vào đất liền, và cả nó ảnh hưởng chế độ chính trị ra sao. Quốc gia lớn thế nào, quốc gia nhỏ thế nào, đảo quốc thế nào nữa. Hoàn toàn bắt tay từ nghiên cứu kinh tế chuyên ngành của anh. Em thấy sao? Cực kỳ to lớn. Nhưng mà anh có xin được kinh phí không?
Nếu không xin được, anh tự rút hồng bao, đủ cho anh xuất ngoại tìm tòi tài liệu không? Mấy vấn đề thực tế này em không biết anh nghĩ tới chưa? Không phải trong mắt em chỉ có tiền nhé, mà là kể từ khi em học lên tiến sĩ thì em cứ mãi xoay quanh kinh phí, kinh phí, kinh phí. Công việc nghiên cứu thực sự tiêu tốn cứ như cái động không đáy. Bao năm qua em đã xài biết bao nhiêu tiền của bố mẹ. Kể ra em cũng mặt dày mày dặn quá trời. Em xem, hôm qua anh tính sơ, thu nhập đi dạy đại học của anh dù không cao, nhưng mà thu nhập này đủ cho anh sống rồi. Em xem phím hải ký của anh đi, dù chỉ update có khoảng 70 bài, với lại còn kiểu bữa được bữa cái, nhưng mà em cũng biết thu nhập đó đó đủ cho anh đi du lịch bụi nước ngoài vào mùa hè rồi. Bị gì vậy? Sắc mặt kém thế. Dậm phấn nền lên môi. Quỷ kế đa đoan. Tôi thấy cô hôm qua về khá muộn, chắc được tham gia rồi nhỉ? Sau đó tôi xô xẹo ra kể khổ, nói nát nước, lý lẽ đủ kiểu mới cho tôi tham gia. Nhưng tôi thấy lòng mình khó chịu lắm. Vậy cô về nên nói chuyện với tôi chứ. Tôi kiệt sức rồi nên khóc bù lu một chập rồi đi ngủ. Suốt ngày tôi ra vẻ đau khổ thì khác gì ăn xin ngoài đường đâu. Tất nhiên là khác, cô bị ép mà. Tôi thấy chẳng có gì khác, khác mỗi đối tượng, nhóm mục tiêu thôi. Do cô cả nghĩ quá. Cô coi A Sơ nghĩ thoáng chưa kìa. Trong thì canh kỹ mẹ nó, ngoài thì kiên quyết đã kích bố nó. Tuy lúc về chắc chắn sẽ bị mấy cái đạo đức thế tục còn sót lại lên án, cho quà khóc một trận. Thế nhưng hôm sau lại như không có chuyện gì. Đi tổ chức sinh nhật cho mẹ, nên mỗi lần gặp A Sơ và Trăng Trăng, tôi đều cảm thấy mình không được, phải học hỏi họ. Tôi quá u ám. Nhưng mà khi chuyện xảy đến, tôi vẫn như cũ. Cô để ý chuyện vụn vặt quá. Nhưng mà tôi cứ cảm thấy cô đang giả bộ để ý chuyện vụn vặt, tự lừa dối mình. Giả bộ để ý chuyện vụn vặt. Hôm qua anh tính sơ, thu nhập đi dạy đại học của anh dù không cao, nhưng mà thu nhập này đủ canh sống rồi. Em xem phím hải ký của anh đi, dù chỉ update có khoảng 70 bài, với lại còn kiểu bữa được bữa cái. Nhưng em cũng biết thu nhập đó đó đủ cho anh đi du lịch bụi nước ngoài vào mùa hè rồi. Tiếp sau đây anh định vừa ra nước ngoài thu thập tài liệu, vừa bán văn chương và viết. Chờ khi luận văn có bước ngoặt đột phá, anh sẽ đi xin kinh phí. Sao nào? Vậy thì làm đi. Để đảm bảo được cuộc sống cơ bản thì suy nghĩ nhiều vậy làm gì? Thích thì cứ làm. Tìm được chuyện mình thích mới khó nhất. Anh biết mà, chắc chắn em sẽ ủng hộ anh. Nhưng em nghe nói có rất nhiều cách để xin kinh phí, nhưng chắc phải xem anh có cho ra thành quả gì không. Có những người cả đời cũng không cho ra thành quả gì, nhưng kinh phí lại dồi dào. Người ta có chỗ dựa. Biết rồi. Vậy mà anh còn hỏi em. Thử em à. Này, Mỹ Nam chính nghĩa, lại làm ra chuyện màu mè thế. Không phải. Anh nghĩ kế hoạch to thế, thế nào cũng là một quá trình dài. Anh không khỏi thấp thỏm. Anh chỉ muốn em ủng hộ anh về mặt tinh thần. Em nghĩ được thật sao? Được mà. Dân ngoại đạo như em mà cũng thấy rất thú vị. Em chỉ tưởng tượng chút, sở dĩ anh chọn thế kỷ 17 là vì giao thông vận tải chưa được phát triển, nên ảnh hưởng kinh tế từ tốc độ bao trùm của bến tàu sẽ không quá nhanh. Cường độ chắc là suy giảm nhanh chóng. Cảm giác đó giống sóng va chạm, khá dày đặc, truyền đi trong chất lỏng,
chậm lại, thu nhỏ phạm vi thì dễ quan sát mổ xẻ. Cũng giống như là bọn em đông lạnh mẫu vật trong phòng thí nghiệm, hoạt tính mẫu sẽ giảm mạnh trong tình trạng đông lạnh. Thế thì bọn em sẽ nắm được những hoạt động nhỏ nhất của mẫu, đúng không? Không sai, anh nghĩ vậy đó. Giống như Adam Smith nhắc trong Tìm hiểu về bản chất và nguồn gốc của cải của các quốc gia, dùng cách chế tạo công xưởng ban sơ nhất để giải thích giá trị tạo ra. Này chắc là khác đường cùng đích nhỉ? Phải đi làm rồi, không muốn dậy luôn á. 1, 2, 3. Trăng Trăng, em nghĩ kế hoạch vĩ đại của anh có thất bại không nhỉ? Có khi nào khi anh 70-80 tuổi ngồi đợi đẫn trước bàn, nhìn thành quả nghiên cứu thất bại của mình, nghĩ là kiếp này mình không làm nên trò trống gì? Mấy lời lẽ hùng hồn khi xưa bị người ta đào ra cứ như cú giả mặt, sao cùng chỉ có thể đóng nắp quan tài với cái tên thất bại, lơ sơ không? Vậy anh cứ tận hưởng quá trình đi. Anh sợ mình sẽ đi ngược với số đông. Vậy thì không ngầu chút nào. Có vết xe đổ của em, anh còn lo gì? Ý nghĩ anh nói em đã ngẫm rồi. Em đã nghĩ tới nếu cả đời này em không có được một bài CNKI thì sẽ thế nào. Nhưng vẫn không kìm được đam mê nên vẫn chọn. Hay anh nghĩ em không ngầu, đi ngược với số đông? Hai, ăn gì chưa? David tới hồi sáng nay, các cá cũng có thấy. Em đừng nghĩ lung tung, anh ấy không có qua đêm ở đây. Anh qua đêm ở đây thì làm sao? Giấy bẩn em à? Do anh không tốt. Tốt, anh rất tốt. Hồng Hồng không đi à? Em không làm bóng đèn đâu. Khi cô ta đã biết em là phong lộ thanh thiền mà vẫn chửi em công khai bằng lý lẽ sắc bén, sau đó lại làm như không có chuyện gì, lượn qua lượn lại trước mặt em. Người muốn vây quanh cười nhạo, xem trò hề của em nhất là cô ta rồi. Tại anh hết. Làm hôm nay em ngại gặp Hà Mẫn Hồng luôn. Với lại mấy người đều không nể mặt em, đi công kích bạn em. Đâu phải anh chủ động công kích, cô ấy đã chủ động thì giờ có sanh cũng là một nhà văn có tiếng tăm, phải bảo vệ danh dự của mình chứ. Việc liên quan tới thể diện anh không đáp trả sao mà được. Nói em nghe, chuyện này không liên quan tới thanh danh của em. Dù anh có công khai thân phận cho quấy biết anh là tác giả Phím Hải Ký thì anh cũng chửi lại. Em đâu có không cho anh đáp trả, chỉ là nóng nảy quá, sỉ nhục bằng lời nói nặng nề quá đấy. Đợi đã, anh bất đắc dĩ mà. Anh là tay ngang, không hiểu trò lý luận văn học của dân xuất thân chính quy, trực tiếp dặn lại Hà Mẫn Hồng là dùng sở đoản tấn công sở trường của người ta,
Não anh hỏng hay gì? Ngoài việc xỏ xiên, anh còn làm gì được? Tóm lại, ai cũng làm em lo. Tránh ra, tránh ra. Đừng giận nữa nhé. David, anh dù cho cả đời anh dùng vào việc nghiên cứu học vấn thì cũng sẽ là acid butyric đẹp trai nhất. Là sao? Em còn chả lo cho anh thì anh lo nghĩ gì? Tính cách anh hiện rõ thế cơ mà. Mời bà chủ. Cảm ơn. Nếu anh quyết định đi làm nghiên cứu thương mại hàng hải thế kỷ 17 thì chắc chắn không thể thành hình tượng tinh anh hay thành đạt mà mọi người hay nghĩ nữa. Thậm chí bố mẹ anh cũng có thể phản đối kịch liệt. Nhưng anh muốn làm và phải làm. Hồi đó anh có hứng thú với nghiên cứu thương mại hàng hải thế kỷ 17, là anh viết ra phím hải ký. Anh khắc họa ước mơ của mình trong thế giới ảo đó. Nhưng bây giờ anh càng ngày càng cảm thấy cái vỏ hồi bé không thể chứa nghiên cứu, lý tưởng và kiến thức của anh nữa. Anh muốn tiến thêm một bước. Trăng Trăng, có em ủng hộ là anh yên tâm rồi. Anh có thể thử bàn bạc với bố anh. Anh coi năm xưa em vì lý tưởng mà nhiệt huyết sục sôi, muốn đổi ngành cũng thấp thỏm, lo bố mẹ phản đối. Kết quả bố mẹ em lại cực kỳ ủng hộ. Bố em bảo cả ông ấy cũng không thích công việc của mình, tất nhiên sẽ không yêu cầu em nối nghiệp cái quái gì đấy. Trái lại, ông ấy tích góp đủ cho em xài hai kiếp rồi, nên là em cứ vui vẻ thực hiện lý tưởng là được. Em nghĩ bố mẹ anh chắc cũng thế. Anh thì không được. Dù anh từ chức đổi sang dạy học, bố mẹ anh suýt tí đã đoạn tuyệt quan hệ với anh. Theo như mẹ anh nói, giờ anh là thứ duy nhất trong nhà mà bà ấy lưu luyến. Anh mà còn chọc tức là bà ấy sẽ cảm thấy không thể sống nữa. Vậy chuyện này phải để mẹ anh tự chấp nhận thôi. Người trưởng thành sao có thể sống nhờ vào trông chờ người khác chứ. Nay bầu trời trong xanh đẹp cực. Em bấm ngón tay tính, chắc sẽ có chuyện tốt lành. Này có lương hả? Chị Chu hiểu em nhất. Nên em không thể bình tâm đi làm nữa. Em phải thường xuyên kiểm tra số dư cô có thay đổi không. Thì ra hai người mời tôi vào group là để khiêu khích tôi. Giờ lát họp thường lệ thứ hai, nhóm hai thể nào cũng cãi với bọn mình. Trần Triều Sinh, anh đánh trận đầu hay là tôi? Cô, được. Việc đáng làm tôi không nhường nữa nhé. Sao vậy? Không có gì. Hai ngày thứ bảy chủ nhật tôi ở nhà. Đã tối ưu quá cái này. Trọng tâm khoanh bút đỏ đấy. 20 phút nữa mới hợp. Em xem mau đi. Còn việc gì không? Hết rồi hết rồi. Tôi đi chuẩn bị tí. Trần Triều Sinh, Hảo Tử làm sao thế? Cuối tuần bố anh ấy tới nhà tụi tôi, quan tâm tới vấn đề cá nhân của anh ấy lắm. Và nói rằng nếu chuyện này mà thành thì sẽ trả góp đợt đầu tiền nhà cưới luôn. Anh ấy mừng quýnh lên, khai cô ra. Cả nhà ba người họp video call ngay tại chỗ. Tôi không có tư cách tham gia. Sau đó cụ thể thế nào tôi cũng không biết. Là thế đó. Cô đi đâu vậy? Họp.
Vào đi. Sếp Quý, đây là phương án sửa lại. Tôi làm theo nghi vấn khách đặt ra ngày hôm qua, nhưng do gấp quá nên chắc chắn có vài chỗ suy nghĩ không được chu đáo. Được, tôi xem ngay. 10 giờ khách tới nhỉ? Cô bảo các phòng chuẩn bị công tác tiếp đón đi. Được. Chú ý nghỉ ngơi, sắc mặt cô hơi kém đó. Lucy, tôi đang tìm cô này. Mọi người đang bàn tán sau lưng tôi phải không? Đúng là chuyện này. Đám lập trình viên đó không biết moi được tin đồn từ đâu. Nói gì mà cô lẳng lơ, lòng dạ rắn rết, quyến rũ lý cha, rồi lại quyến rũ lý con. Lừa tiền không được nên gây bẫy hại cha con họ. Giờ vẫn đang ngồi tù. Tất nhiên tôi không tin lời đồn đó. Đây toàn là bịa đặt. Tôi biết chắc chắn là vậy rồi. Nhưng mà cô phải biết, có câu ba người nói có cọp thì ai cũng tin là có, là chân lý xưa nay không đổi. Lời đồn tới tai người khôn là dừng, đều là dớ dẫn. Mà bác bỏ đi, đừng để người ta tin là thật. Đi ngay. Cảm ơn cô đã cố dành đãi ngộ bình đẳng cho nữ chuyên viên chúng tôi. Tôi chắc chắn giúp cô. Đi đi, lát tôi đằng sau trợ giúp cô. Luật sư Quách, phiền anh xem giúp tôi thực hư bản điều tra này. Có lương rồi. Không biết bảng thưởng tháng này có nhiều hơn tháng trước không? Hai tháng trước thưởng nhiều là do lắp bích bồn cầu. Phòng mình không ai biết tăng bao nhiêu là khối lượng công việc. Cô có biết khi đó giám đốc Chu để kiếm thêm tiền thưởng cho tụi mình. Canh để tăng tiền thưởng tốt nhất là tỷ lệ lắp phòng. Mình cùng nhau cố gắng để khách đến như ở nhà. Giám đốc Chu, khách phòng 505 khiếu nại. Bà ấy bảo đã đặt phòng ở tầng cao không hút thuốc, nhưng kết quả là cho bà ấy phòng ở tầng thấp có mùi thuốc lá. Bà ấy yêu cầu lễ tân đổi, nhưng lễ tân nói tạm không có phòng tầng cao không hút thuốc, sẽ đi hộ bà ấy. Bà ấy ra ngoài luôn rồi. Rồi chúng ta cho câu trả lời. Viết mail cho lễ tân sảnh, báo là yêu cầu của khách. Viết là khách yêu cầu lần hai, xin xử lý thận trọng. Nhưng tôi nghe quản lý tầng 5 nói khách rất nho nhã, nói năng làm gì cũng ra dáng, được giáo dục tử tế. E là lễ tân bắt nạt người ta. Mình cứ làm việc trong bổn phận. Cô đi trích số lượng. Có mấy phòng cùng hạng không hút thuốc ở tầng cao. Có mấy phòng không hút thuốc ở tầng cao cùng hạng vừa check out nhưng không kịp dọn dẹp. Và có mấy phòng cùng hạng không hút thuốc ở tầng cao đặt trước dự phòng. Có phải chủ yếu là lễ tân sảnh đáng ghét quá. Lần nào ăn cơm ở căng tin cũng chỉ mỗi phòng ban họ, không có ai ra gì. Tôi đi ngay. Yusui, cô mạnh quá rồi. Tôi xin quỳ bái phục. Có gì đâu. Nói chung người mặc dày là vô địch thiên hạ. Nhân viên kỹ thuật cấp thấp nhất như tôi, nghĩ gì thì nói đó. Họ làm gì được tôi? Nhưng em không cần chà đạp mình thế. Em có thừa khả năng, cần gì phải giả ngu.
Nếu tôi không giả ngu mà đấu võ mồm trực diện, sao cùng người ta lôi bối cảnh gia đình tôi ra chửi, thì sẽ chỉ khó nghe, nhục nhã hơn thôi. Ý là sao? Em nghĩ nhiều rồi. Chị không như em nghĩ đâu. Bất kể là thế nào, kết quả đều như nhau. Bố mẹ tôi không có ý cho em đâu. Cho tôi cũng là bình thường. Chung Bằng Hạo, anh cũng nghiêm túc lắng nghe suy nghĩ của tôi đi. Nhà tôi có ông bố như vậy, không phải lỗi của tôi. Tôi cũng không muốn vậy, tôi oan ức lắm rồi. Ông bố nhà tôi như cái hố đen, toàn thân là năng lượng tiêu cực. Còn có một người mẹ cần tôi phải liều mạng kéo khỏi hố đen. Giờ tôi đã là con lạc đà, thồ gánh đầy người, không thể chịu nổi sức nặng của cọng rơm nữa. Nên anh xem đi, lý do tôi từ chối anh không hề lẫn một chút tình cảm gái trai nào, hoàn toàn là vì sự sinh tồn của tôi. Được rồi, nay có lương tôi gửi trả anh 1.000 tệ đó. Mãi cũng giải quyết xong một người theo đuổi. Cô không tính kết hôn à? Ừ. Trừ khi người theo đuổi tôi, tôi không phải lo anh ấy kéo chân tôi. Hảo tử đúng là người tốt, nhưng quả thật sẽ kéo chân cô. Cà phê xe tay vẫn ngon hơn. Chờ tan làm về nhà, tôi làm cho anh một ly. Anh em với nhau cả, không cần phải làm cho vào bế tắc. Không được thì làm bạn tiếp thôi. Có những lời đã nói ra thì còn có thể làm bạn như trước không? Dư Sơ Huy, độ lượng thoải mái thế cơ mà. Thẳng thắn chân thành với anh. Anh là thằng đàn ông, có gì mà nghĩ không thông suốt? Nếu anh không cam tâm thì nghĩ xem anh sẽ nói với bố mẹ mình thế nào. Anh phải thuyết phục được bố mẹ chứ. Đâu thể chặn cả hai đường. Hai người hiểu lầm rồi. Bố mẹ tôi không có chê A Sơ, trái lại họ còn cổ vũ tôi theo đuổi cô ấy. Bố mẹ tôi nói nếu A Sơ thực sự như tôi nói, lại càng chứng minh cô ấy là cô gái tốt. Dù nhà có ông bố không đáng tin, nhưng chứng minh cô ấy có trách nhiệm. Nếu sau này chúng tôi về bên nhau thì cô ấy sẽ là người nhà tôi. Với lại sau này cũng là chúng tôi đóng cửa tự sống với nhau. Cả hai làm chung ngành, còn làm chung công ty lâu vậy, biết gốc gác nhau cả. Nếu có xích mích gì cũng dễ giải quyết. Tóm lại là ủng hộ tôi lắm. Vậy anh theo đuổi đi. Tôi không biết cách. Mấy lần trước tôi tặng ly tặng qua, tôi vừa thể hiện là cô ấy liền nghiêm túc, nghiêm nghị nói chuyện với tôi. Cả lần trước đó, bố cậu ấy tới công ty quậy, cô ấy cũng tỏ vẻ như chả cần ai lo. Vừa rồi nữa, tôi còn chưa nói câu nào, cô ấy đã đem chuyện gia đình ra rào trước. Anh nói xem, rốt cuộc cô ấy vì sợ gia đình liên lụy tôi hay không có hứng thú gì với tôi? Giờ tôi cũng sợ mình nói gì sai, làm cô ấy không vui. Rồi cũng sợ bầu không khí làm việc hòa thuận bây giờ vì tôi vội vàng tỏ tình mà bị phá hỏng. Không biết làm sao nữa. Tôi nghĩ hai đứa mình đều được tính là hiểu cô ấy. Chắc cô ấy sợ liên lụy anh, nên là giờ thái độ cô ấy thế này, tôi cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Thì cứ chờ đi. Tóm lại dù cô ấy có chuyện gì, tôi cũng bằng lòng ở bên cô ấy. Có câu nói thế này mà, bầu bạn mới là lời tỏ tình vĩnh cửu. Sẽ có một ngày cô ấy thấy tấm chân tình của tôi. Được rồi, ngưng giùm nhé. Tôi nổi da gà rồi này. Sắp làm tôi gato chết mất. Tôi nói tôi không biết tán gái mà. Hồi còn trẻ em còn nghĩ yêu là uống nước cũng no, có thể vượt qua mọi khó khăn. Tốt nghiệp đại học xong, chia tay người bạn trai đầu tiên, thì em đã xác định sau này chỉ tìm người không sợ em kéo chân anh ấy. Tới hôm nay em lại càng thực tế. Đối phương không kéo chân em thì em có thể cân nhắc. Nhưng hoặc là người ta sợ em kéo chân họ, hoặc là người ta sẽ kéo chân em. Với người ta có điều kiện tốt, không sợ chủ động bị kéo chân, cần gì đang sống thọ mà uống thuốc độc, chán sống vậy. Bây giờ mới rắc rối to như em chứ. À Sơ, mua heo phải xem chuồng. Chị thấy em phải giải quyết từ gốc ngọn, là bố em mới được. Bố em bản tính khó dời sẵn rồi,
Mẹ em vừa nhắc tới ly hôn là cứ như trời sập, thà bị đánh đập chết cũng không muốn ly hôn. Em lại không nỡ từ bỏ việc cố lấy mẹ. Vậy là hình thành một cái dòng khép kín bền chắc. Sự thật là thế đó. Chị độc thân quen rồi, đã quên mất hôn nhân không phải chuyện hai người mà là chuyện hai nhà. Cũng do em hẹp hòi, chỉ cần bản thân em đủ mạnh thì ai thấy gia đình đằng sau em nữa đâu. Biến mọi vấn đề thành vấn đề mà tiền có thể giải quyết được. Nghĩ đơn giản thôi. Có một cụm từ là lòng tham không đáy. Câu trước đó thực ra là do tôi chợt tỉnh ngộ. Hà Mẫn Hồng tự nhiên được Thích Mục theo đuổi, có thể cần tìm manh mối từ gia đình Thích Mục. Chị Chu, không lẽ chị không quên được Thích Mục? Alo, tôi có chuyện này muốn hóng hớt. Còn nhớ Thích Mục không? Ừ, anh chàng ma mảnh ấy. Giờ đã là người che giấu sự thông minh rồi. Khách sạn cô hợp tác với công ty họ suốt. Hỏi thăm kỹ giúp tôi, tại sao năm ngoái anh ta ly hôn? Gì cơ? Bảo sao? Cảm ơn nhiều. Vậy nhé, bye bye. Vừa hỏi được lý do Thích Mục ly hôn là vì anh ta có một người mẹ suy giảm trí nhớ tuổi già. Sau khi bố anh ta mất, mẹ anh ta theo anh ta tới thăm quyến sống. Con còn nhỏ, mẹ thì suy giảm trí nhớ tuổi già, khó tìm giúp việc. Vợ cũ không gánh nổi. Vợ cũ anh ta cũng là người phụ nữ thành đạt, không muốn hy sinh sự nghiệp và tương lai cho Thích Mục nữa, nên hai người chia tay. Giờ tôi đã hiểu tại sao Thích Mục vội vàng tìm người để kết hôn rồi. Nhà có mẹ già cần người chăm. Hà Mẫn Hồng đúng là xứng đôi với Thích Mục. Một, đơn thuần văn nghệ trẻ trung, tự cho mình là rất đạo đức. Kiểu người như cậu ta mới đi làm ngoài xã hội được mấy năm, nói đôi ba câu là có thể bỏ bùa, khiến cậu ta cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa vì tình yêu. Cậu ta còn tưởng mình tu thành chánh quả, thật sự thành thánh mẫu. Hai, bố mẹ Hà Mẫn Hồng đều làm việc ở cơ quan, tỉnh thành phát triển, thu nhập ổn định, không cần dựa vào cậu ta, thậm chí còn tài trợ cho cậu ta. Chị Chu sao lại không biết chuyện này chứ? Mẹ già là của anh ta, cũng là anh ta muốn đón về báo hiếu. Nhưng chuyện báo hiếu lại giúp cho vợ mình. Thích Mục này thật ghê tởm. Giám đốc Chu, cơm này ngon lắm, tôi lấy một phần cho cô đó. Cảm ơn. Tuy là phải tôn trọng lựa chọn riêng của người trưởng thành, nhưng vấn đề là Hà Mẫn Hồng có được coi là lựa chọn riêng không? Có khi nào là phần bị lừa lớn hơn không? Mình cần nhắc nó không? Tấm ảnh này hiện ra gì vậy? Bị nhiễu hay cái gì khác? Tử Du, đem ảnh cô qua xem thử. Tới ngay tiểu sư phụ. Không phải chứ? Lẽ nào còn phát hiện mới? Mơ đi, cậu cũng đem qua so sánh đi. Du Diễu Sâm, qua đây lát, tôi có việc tìm cậu. Tra tài liệu trước đi, xem thử có ai từng thấy kiểu khác thường này trong phòng thí nghiệm tương tự. Xem thử họ đã làm gì. Không cần vội, tuần trước mình mệt quá rồi. Cứ vừa làm vừa nghỉ, ăn cơm trước đã. Cơm nguội cả rồi, mình đừng ăn cơm nguội. Em đi hâm. Sao mọi người im hết vậy? Tôi thực sự nghĩ có thể Hà Mẫn Hồng mắc bẫy Thích Mục rồi. Cần người ngoài cuộc như mình nhắc nhở.
Nếu mà nhắc nhở thì với cái tính cứng đầu cố chấp của Hà Mẫn Hồng chắc chắn cho rằng mình chia rẽ Nguyên Ương, ý đồ bất lương. Hơn nữa, em và chị Chu đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng cậu ta có ghi nhận không? E là cậu ta càng nghiêm, nghĩ là thái độ bọn em không tốt, nên bọn em không biết nói gì mới phải. Đúng rồi, tôi thấy hôm nay Hà Mẫn Hồng có vẻ không muốn nhìn vào mắt tôi, còn lấy cớ không muốn đi thang máy xuống với tôi. Nếu Thích Mục có ý định khống chế một người vợ làm quản gia cho mình, vậy thì trước tiên phải cắt đứt bạn bè xung quanh người bị khống chế, tạo ra cảnh tượng giả người đời đều bỏ tôi đi, chỉ có Thích Mục kề cận gần bên, khiến Hà Mẫn Hồng chột dạ đi theo. Ngoài ra, Hà Mẫn Hồng bị mọi người xa lánh, cũng bớt người đi cứu Hà Mẫn Hồng. Vậy thì dù cô không đắc tội với Hà Mẫn Hồng, nếu Thích Mục đắc tâm, ác sẽ khiêu khích đôi chút. Nhưng có thể tôi đã nghĩ lòng người quá tối tăm. Thích Mục khôn khéo lắm, nghĩ chuyện gì cũng tính trước nhiều nước. Trước đây chúng tôi gọi anh ta là chàng trai ma mảnh. Nếu tính anh ta mà không phải thế, thì tôi cũng đã không dò đoán động cơ tâm lý của anh ta như một thói quen. Cát Cát, A Sơ, tôi nhớ nhà Hà Mẫn Hồng mỗi tuần đều gửi đồ ăn qua. Phòng khách hai người ngày nào cũng để hộp giấy xếp đồ. Hay tối hai người về nhà gỡ số điện thoại người gửi cho tôi. Tôi gọi điện cho mẹ Hà Mẫn Hồng. Dù có làm Phật ý Hà Mẫn Hồng thì tôi cũng không ở chung nhà với nó, không cần phải nhìn nó xị mặt. Em gửi chị ảnh đơn hàng. Dạo này cậu ta bất ổn lắm, em luôn lo cậu ta làm ra chuyện gì quá giới hạn, nên có lưu ý. Trăng Trăng, chuyện tốt cho em phải thận trọng. Nhỡ trong mắt cô nó bị lừa, nhưng thực chất nó lại quen kiểu cuộc sống có người quan tâm, có người gánh vác giùm thì sao? Cũng rất có thể Hà Mẫn Hồng thực sự phải lòng Thích Mục, chứ không phải Thích Mục gài Hà Mẫn Hồng thì sao? Người khác thì em không dám đảm bảo, chứ lối suy nghĩ của Hà Mẫn Hồng khác tụi mình lắm, không chừng có khả năng đó thật. Đúng vậy, ai cũng có lý hết. Một ngày không gặp ngỡ ba thu. 5 phút nữa xuống nhà, có bưu kiện nhanh của em. Anh đã xem lịch trình, sẽ có 3 ngày anh bận tới mức không có thời gian gọi cho em. Giờ anh không ở bên em, anh vẫn mong em được vui vẻ. Có âm nhạc, có ánh sáng, có giấc mơ đẹp. Alo, giám đốc Chu, khách phòng 505 về rồi, quản lý tầng 5 đã theo qua. Được, tôi qua ngay. Cô chuẩn bị sẵn hoa quả, hoa tươi thiệp, bảo quản lý tầng 23 đem qua ngay. Được, tôi biết rồi. Phòng 505, chuẩn bị hoa quả và hoa tươi. Xin chào. Xin chào. Xin chào, tôi có thể vào không? Vào đi. Xin chào bà Chương, tôi là giám đốc phục vụ buồng của khách sạn Chu Triết. Đây là danh thiếp của tôi,
Trước tiên, tôi chỉ yêu cầu đổi phòng. Ngoài ra, lúc đặt phòng, rõ ràng tôi đã ghi chú. Tôi muốn một phòng không hút thuốc, có thể tắm nắng. Tại sao giờ lại cho tôi một phòng hướng Bắc, còn là phòng cho hút thuốc? Xin lỗi bà Chương, bà xem đổi cho bà phòng không hút thuốc hướng Nam tầng 23 được không ạ? Tôi tìm ảnh bà xem nhé. Đây là ảnh phòng 2315. Mời bà xem qua. Ở tầng nào không hút thuốc là được rồi. Được, cảm ơn bà đã xác nhận. Vậy bà thu dọn hành lý đi ạ. Tôi gọi người xách hành lý lên ngay. Không cần đâu, tôi tự đi được. Xin lỗi bà Chương. Lúc sắp phòng chúng tôi đã xảy ra vấn đề gây rắc rối cho bà. Khách sạn quyết định nâng hạng phòng và tặng đãi ngộ VIP. Cảm ơn bà đã lưu trú tại khách sạn. Giám đốc đã đích thân tới giải quyết vấn đề. Được, tôi sẽ không làm khó cô. Cảm ơn bà hiểu cho. Vậy bà nghỉ ngơi lát ạ. Tôi sẽ xử lý đổi phòng ngay. Chúc bà lưu trú vui vẻ. Báo tầng 23, lập tức đem đồ vừa lấy qua phòng 2315, rồi sửa trạng thái phòng 2315 thành sửa chữa. Dạ. Bà Chương, chúng tôi không làm phiền bà nghỉ ngơi nữa ạ. Được. Tuần trước tổng cộng bị khiếu nại 10 lần. Gom đủ thập toàn thập mỹ gì? Giám đốc Chu, cô tới muộn. Xin lỗi, tôi mới xử lý một vụ khiếu nại nên tới muộn. Chuyện gì thế? Đúng lúc lấy ra, cho mọi người phân tích tại đây luôn. Bà Chương khách phòng 505 một tháng trước, đặt một phần tầng cao không hút thuốc. Nhưng hôm nay lúc check in, lễ tân lại cho bà ấy phòng tầng thấp cho hút thuốc. Bà Chương yêu cầu đổi phòng, nhưng lễ tân lại bảo hết phòng xin hãy đợi. Nên bà Chương đi trút giận với nhân viên phục vụ phòng. Bên buồng phòng kiểm tra lịch đặt, phát hiện còn rất nhiều phòng trống. Phòng tầng cao không hút thuốc cùng hạng, nên gửi email nhắc lễ tân sảnh. Phải xem trọng khiếu nại của bà Chương. Nhưng lúc chiều, bà Chương nhìn lại khách sạn, lễ tân vẫn nói câu đó: hết phòng xin hãy đợi. Bà Chương về khách sạn, phát hiện phòng chưa đổi cực kỳ tức giận, lại đi tìm nhân viên phục vụ. Đúng lúc tôi đi kiểm tra phòng, đã dội qua xử lý. Sau khi tôi tới an ủi bà Chương, thì đã tạm đổi phòng 2315 thành phòng đang sửa chữa, để bà Chương dọn vào. Kết quả xử lý của tôi là nâng hạng phòng, tạm cho đãi ngộ VIP, vì phải dội tới họp nên không kịp báo cáo. Bên lễ tân sảnh nói sao? Là thế này ạ. Lễ tân báo hôm nay quả thật có vài phòng tầng cao không hút thuốc, nhưng mai và mốt có đoàn đặt không ít phòng tầng cao không hút thuốc, mà họ là khách hàng ký hợp đồng với mình, cho nên là lễ tân khó tránh việc thiên vị lúc xếp phòng. Trước khi tôi tới họp, phòng tầng cao không hút thuốc cùng hạng có 37 phòng trống, đặt trước 29 phòng, đã bao gồm đoàn du lịch đó. Dù mình có để lại 3 phòng, phòng khi khách tiếp tục lưu trú thì vẫn còn 5 phòng trống. Tính như vậy, mốt sẽ có 7 phòng trống. Khách vốn ở phòng 505 giờ qua phòng 2315 cũng check out vào ngày mốt. Là vậy sao? Giám đốc Chu, cô hiểu rõ công việc của lễ tân quá nhỉ? Tìm hiểu sâu toàn diện việc lưu trú, đặt phòng, mọi động thái của khách hàng, chuẩn bị sẵn công tác phòng ốc và phục vụ sát sao, chi tiết quá dịch vụ riêng cho khách VIP, khống chế chính xác lượng hoa quả, hoa tươi mua vào, giảm hư hao, hạ chi phí. Đó là chức trách của giám đốc phục vụ phòng, không đáng nhắc tới. Tôi chỉ không hiểu một chuyện, tại sao có phòng tầng cao không hút thuốc, khách cũng đã yêu cầu mấy bận. Phòng quản lý phục vụ buồng cũng gửi email nói rõ lợi và hại, nhưng lễ tân vẫn giữ phòng, bắt ép bà Chương ưa thể diện, phải mắng chửi ngoài hành lang 2 lần sáng chiều.
Với lại theo tôi biết, công ty bà Dương mỗi năm cần số lượng đặt phòng không ít. Công ty họ ngay sát khách sạn mình, là khách hàng tiềm năng của khách sạn. Tuần trước 10 vụ khiếu nại, bên ăn uống và lễ tân chia đều nhỉ? Lễ tân sảnh khách sạn ta là nhân tài mới xuất hiện, mà tỷ lệ khiếu nại còn phá kỷ lục của khách sạn. Cuộc họp hôm nay, mình phải mổ xẻ tới cùng, phân tích hiểu rõ vụ khiếu nại và cách xử lý của trường hợp bà Chương. Học bù một tiết, cách phục vụ căn bản của khách sạn. Chu Triết, cô được đó. Cô giỏi thật. Lễ tân sảnh mới giỏi. Sao cô thích liều mạng đi lục gia lễ tân vậy? Tôi, xin chào, có thể chụp giúp tôi tấm ảnh không? Tất nhiên là được. Nào, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cô xem thử nhé. Được, được. Cảm ơn nhé. Chúc hai người lưu trú vui vẻ. Cảm ơn. Tôi không có liều mạng nhé. Tôi thề. Cô đó, thuộc loại đầu cầu có người muốn chết. Cô vui vẻ đi giúp, lên đạp người ta một phát luôn. Thì mỗi ngày là một việc tốt. Cô chờ đấy. Chỉ cái vụ trợ cấp nhà ở thôi mà, tháng sau là thấy trong bảng lương. Anh cũng biết, tôi chỉ mong có thế. Đi đứng để chút, xin lỗi xin lỗi. Hấp ta hấp tấp, cô lên kia là đụng phải khách thì làm sao? Tôi không có ý đâu. Chả ai làm tôi đỡ lo hết. Không sao, cô làm việc đi. Nói cả nhà nghe nha, quy lực lời đồn của vợ Lý Quân không hề nhỏ. Giờ mọi người đang bàn tán xôn xao vướng mắt năm xưa của tôi và Lý Quân. Nay tôi đã đăng chuyện năm đó lên mạng nội bộ. Bề ngoài thì mọi người khá cảm thông và thấu hiểu, nhưng ai biết lòng họ nghĩ gì chứ. Giờ tôi cực kỳ cần cái ôm và sự ủng hộ của các chị em. Nói cả nhà nghe nha, quy lực và lời đồn của vợ Lý Quân không hề nhỏ. Giờ mọi người đang bàn tán xôn xao vướng mắt năm xưa của tôi và Lý Quân. Nay tôi đã đăng chuyện năm đó lên mạng nội bộ. Bề ngoài thì mọi người khá cảm thông và thấu hiểu, nhưng ai biết lòng họ nghĩ gì chứ. Giờ tôi cực kỳ cần cái ôm và sự ủng hộ của các chị em. Em nhường tình chị em của Trăng Trăng cho chị luôn, chị đang cần hơn. Kể từ khi tôi gọi điện uy hiếp Lý Kỳ Hành trở thành cô chiêu đòi đánh đòi giết, kiêu ngạo ngang ngược, thì cả tòa nhà không ai có hứng thú đồn đại về tôi nữa. Thực sự là hình tượng cô chiêu kiêu ngạo ngang ngược có nhiều chủ đề hơn. Cô cũng tìm hình tượng nào gây tranh cãi thay thế hình tượng tinh anh chốn công sở hiện giờ đi. Đồng ý với Trăng Trăng, giải thích gì đó, đứng trước lời đồn cực kỳ vô nghĩa, cũng đừng mong thời gian xóa nhòa được. Tin đồn sẽ chỉ có hoài, được làm mới hoài. Cách giải quyết duy nhất mà chị có thể làm là chuyển sự chú ý. Trăng Trăng giả sơ nói điều hay. Lucy, tôi nghĩ cô nên suy nghĩ kỹ. Nỗi ám ảnh trong lòng cô bám lấy cô quá lâu rồi. Nhưng mà vấn đề là cô càng sợ gì thì người ta luôn đâm vào đó. Chuyện này cô giải quyết nhanh đi, càng dứt khoát nhanh gọn càng tốt. Cho cô gợi ý nhé. Hay cô nhắc khéo khéo, trổ ngón nghề ra. Cô biết đó, người hiền dễ bị bắt nạt. Vô cùng, vô cùng, vô cùng cảm ơn mọi người. Vừa hay chia đều mỗi người một chữ vô cùng. Em nhận một chữ vô cùng. Tôi giải quyết ngay. Tối và tin vui của tôi nha cả nhà. Xin lỗi, xin chiếm dụng 5 phút của mọi người. Muốn nói với mọi người tí gì? Sáng nay tôi gửi link vào mạng nội bộ, chắc mọi người đã xem rồi. Tôi cũng nghe thấy nhiều đồng nghiệp thảo luận với nhau. Thực ra, đối mặt với chuyện này, trước nay tôi luôn là con đà điểu, luôn vùi đầu vào trong cát. Vì tôi thấy nhục nhã, tôi không thể đối mặt những câu hỏi ác ý.
Tại sao tên cặn bã này không đi tìm người khác? Tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi? Mình không làm gì, sao người ta lại nhắm vào mình? Nhưng bây giờ chuyện này đã qua đi. Tên cặn bã đó cũng bị pháp luật trừng trị. Nhưng tôi muốn nói, tổn thương lần hai vẫn tồn tại. Nên có những người có ý đồ đào ra lịch sử đen của tôi rồi phát tán. Trước đây tôi muốn giải thích với mọi người, nhưng tôi nghĩ lại, tôi giải thích thì có ích gì? Dù tôi có giải thích thì cũng sẽ có người nói giải thích là che đậy, che đậy là sự thật. Nghĩ cũng đúng, nên thôi không nói nữa. Nhưng một người hàng xóm của tôi nói, tám chuyện mà, đôi khi mọi người rất thích làm việc này. Nên nếu chuyện của tôi có thể làm chuyện cười, có thể làm đề tài để nói cho mọi người lúc ăn cơm nước xong xuôi, thì tôi thấy cũng tốt. Nhưng mà điều làm tôi cảm động hơn là tôi cũng nhận được rất nhiều mail an ủi, vài bức đến từ đồng nghiệp bình thường chơi thân, vài bức là của đồng nghiệp bình thường chỉ chào hỏi nhau. Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mọi người khiến tôi cảm thấy tim mình thật ấm áp. Với lại tôi nghĩ mọi người ngày càng hạ thấp sự chịu đựng với việc quấy rối tình dục nơi công sở rồi. Tôi rất mừng vì xã hội đang tiến bộ. Nên dù là người bôi nhọ tôi hay ủng hộ tôi, tôi cũng thật lòng cảm ơn tất cả, là mọi người làm tôi không trốn tránh chuyện này nữa, làm tôi thật sự thoát khỏi chuyện quá khứ, hoàn toàn buông bỏ. Trước đây để đối phó với tên cặn bã này, tôi còn khổ luyện võ tự do mấy năm. Nên là sau này nếu ai bị bắt nạt hay có nữ đồng nghiệp nào bị sàm sỡ thì cứ tìm tôi. Tôi sẽ trút giận thay mọi người. Nếu không tin, tôi sẽ biểu diễn một bài ở ngày hội thường niên. Chắc chắn không phải là khoa chân múa tay. Tôi chỉ muốn nói bao nhiêu đây thôi. Cảm ơn mọi người. Dám thỉ giỏ kén rễ không? Được thôi. Đấu thì đấu, ai sợ ai. Chúng tôi có tập võ đấy, không nương tay đâu. Lucy, hay lắm. Hay lắm. Cảm ơn mọi người. Về rồi kìa. Thế nào rồi? Cảm giác nó trước mặt mọi người và công bố trên mạng nội bộ rất là khác biệt. Hình như nói ra thì trong lòng không còn thấy sợ nữa. Này, có phải heo chết không sợ nước sôi không? Đồng đội heo, chào bạn. Tôi dạy mọi người đánh võ, hữu ích lắm. Thôi cây trúc cũng được rồi. Em bỗng dính rồi. Tôi lười. Mấy người này thiệt tình. Alo, này bố mẹ em qua, hẹn em đi ăn tối, anh muốn đi không? Bố mẹ em tới có phải gì em nói với họ, quan hệ của chúng ta không? Đang gọi điện, sao? Gọi xong qua đây tí nha. Không có nói. Em mà nói với bố mẹ em, họ sẽ không có ý kiến gì. Nhưng em dám khẳng định, họ về chắc chắn sẽ tìm bố mẹ anh nói chuyện. Em không biết bố mẹ anh đã tha thứ cho anh vụ tự ý đổi việc chưa. Em bồi thêm vụ nữa, không biết có thảm hơn không. Nên là khi chưa hỏi ý anh, em tạm không nói với bố mẹ em. Thế nên dành quyết định đi.
Em không cần quyết định thay anh. Anh tự chủ cuộc đời mình. Cuộc đời anh tất nhiên anh tự chủ rồi. Anh đổi việc mà trước đó cũng không hỏi ý họ. Sau đó anh cũng khỏi cần giải thích nữa. Nhưng anh với họ là người một nhà, phải không nào? Anh nói vài lời đường mật cho họ vui thì cũng tốt mà. Đó là lừa dối. Anh làm bộ thuần khiết đó hả? Nói đi, tối có qua không? Sợ em không vui. Biết rồi, không qua. Em không nhỏ mọn nhé. Em nghĩ mẹ anh là người dễ bị lời đường mật lừa sao? Em không nói xấu mẹ anh. Mẹ anh mà không mở lòng thì dù anh có nói lời đường mật, nhưng mật ong rừng U Minh bắn sĩ đi nữa thì cũng được gì đâu. David, anh tự lộ điểm yếu ra thế thì có đẹp trai tới đâu cũng không có người yêu đâu. Không nói với anh nữa, A Sơ tìm em. Bye bye. Bên ngoài lạnh, vào rồi nói. Mới sáng ra chị gọi điện cho ai thế? Không phải bố mẹ chị thì là David. Chuyện gì? Chào Hồng Hồng. Thì em có nói em tăng thu nhập đó, nên muốn yêu đương sức khỏe. Hôm qua mới mua cải tách soi xanh đậm. Cải thảo cũng đầy đủ dinh dưỡng mà. Nhưng mà cải tách soi có thể chần nước sôi rồi trộn dầu. Cà rốt không xào có được không? Cà rốt tan trong dầu vào dạ dày là có thể vừa trộn trong đó, vừa trộn với dầu các loại rau khác không? Do hiệu suất phân chất thôi. Đáp án chuyên nói cái là trúng. Giống như mấy ngày trước ông Đào hỏi em, đèn led có tiết kiệm năng lượng được không? Em bảo máy sờ đi, đèn led không nóng là máy hiểu ngay. Hai người tân bốc nhau, đáp án nói cái là trúng. Tôi nghe không hiểu câu nào. Nóng thế. Điện thoại em là số lạ. Mẹ Hà Mẫn Hồng tắt ngang luôn. Đúng là phong cách nhà họ Hà. Mẹ Hà Mẫn Hồng, đó là Yusui, bạn chung nhà Hà Mẫn Hồng. Alo, chào cô. Tiểu Dư à, xin lỗi, cô không biết cháu gọi. Cô đừng lo lắng ạ, không phải chuyện to tát gì. Dạo này Hà Mẫn Hồng yêu đương rồi. Đằng trai là một tinh anh công sở, từng kết hôn, tuổi tác hơn Hà Mẫn Hồng một giáp. Con cái gửi cho vợ. Có một người mẹ bị Alzheimer. Nhưng những chuyện này không phải vấn đề to tát. Vấn đề to nhất là cậu ta tự dưng ngó lơ bốn cô gái còn lại ở tầng 22, bơ luôn cả trăng trăng. Bọn cháu thấy hiện tượng này xảy ra với Hà Mẫn Hồng vô cùng kỳ lạ, mới quyết định xâm phạm đời tư của Hà Mẫn Hồng. Nói chuyện này cho cô biết. Chuyện bọn cháu biết chỉ có bấy nhiêu. Còn lại cô cứ từ từ suy nghĩ đi. Cháu còn phải đi làm. Cảm ơn cháu nhé Tiểu Dư. Ừ, cô sẽ bàn kỹ với bố nó. Cảm ơn cháu cho cô biết những chuyện này. Không có gì à, chào cô. Giọng run luôn rồi. Cuộc gọi này không thể để cho Hà Mẫn Hồng biết. Không thì em sợ lúc đang ngủ bị cậu ta đâm cho. Em nói tầm bậy không à? Mau vào đi, chị sắp cảm rồi, rét run rồi. Lạnh quá, tôi về nhà đây. Diệp Trăng Trăng, chị rất thù hận, cứ thù đi, cũng còn hơn chết rét. Lạnh thế cơ à? Đâu có đâu nhỉ. Sao rồi? Mẹ cậu ta run lên, rồi giọng khàn đi. Nhưng em cũng không nói nhiều, đã cúp máy. Làm tốt lắm.
chị nghĩ Hà Mẫn Hồng ở phòng đó không được bao lâu nữa. Mình phải chuẩn bị cho sớm, đừng để mai mốt kiếm về một người không ra gì, bọn mình sẽ đau đầu lắm. Cậu ta sẽ bị mẹ đưa về sao? Thì xem đã. Chị không hiểu cà rốt hay đèn led hai người nói, nhưng chị hiểu lòng người. Phù Thủy Chu, chị tính xem mình dụ được Lucy qua không? Không biết. Bắt đầu đi. Được. Mời xem BB tôi làm. Trong đó không có nội dung, tôi chỉ dùng cái này để tạo bầu không khí giả thôi. Trước khi nói chuyện chính, tôi xin kể một chuyện bên lề. Mấy ngày trước có một ông giáo sư tốt nghiệp chuyên ngành hỏi tôi, đèn led có tiết kiệm năng lượng thật không? Tôi chỉ nói một câu, bóng đèn led không nóng, là ông giáo sư hiểu ngay. Nhưng người chị kế bên cũng rất thông minh, nhưng học ngành ngữ văn lại không hiểu. Để cho chị ấy hiểu, tôi đã nói từ phát sáng phát nhiệt, điện năng chuyển hóa thành quang năng, nhiệt năng, rồi giải thích thêm nguyên lý đèn led phát sáng. Sau cùng tôi nói với chị đó, so sánh tốt xấu giữa giá cả, mức điện tiêu thụ cùng tuổi thọ sử dụng của đèn led và đèn thường. Tôi nói tới mức khô cả miệng, nhưng mà chẳng được lòng ai. Nể mặt tôi, ông giáo sư không bỏ đi, mà chán quá ngủ mất. Còn chị đó mông lung nói với tôi, đừng nói nhiều thế, chỉ cần cho chị biết đèn led và đèn thường cái nào lợi hơn là được rồi, không cần nói nhiều thế. Theo tôi tìm hiểu được, mọi người ngồi đây hôm nay có một số giống như ông giáo sư là cốt cán sản xuất kỹ thuật, số còn lại thì giống như chị đó là cao thủ tài vụ sale. Nếu tôi làm theo ý mình mà không nghĩ tới tình hình thực tế, chú ý đến mọi mặt, thì e là mọi người sẽ cho rằng tôi còn trẻ mà lại dông dài. Nên là mình chia làm 3 bước, lấy chuyện bóng đèn led không nóng để giải thích vấn đề cải tiến kỹ thuật của line sản phẩm mới. Rồi sau đó giải thích kỹ ưu thế thành phẩm của line sản phẩm mới. Sau cùng mình sẽ liệt kê chi phí cho các mục. Mọi người có thể lấy thứ mình cần, tùy ý sắp xếp thời gian quý báu của mình. Mọi người thấy sao ạ? Tôi nghe ý kiến mọi người. Khá tốt. Chỉ là từ hiểu ngay cô vừa nói, từ dựng đó cố gắng dùng ít thôi, vì không phải ai cũng hiểu được ngôn ngữ mạng của người trẻ tuổi. Phải không nào? Nhớ nhé. Được. Vậy làm như cô nói, xem cô làm sao trình bày cải tiến kỹ thuật trong vài câu mà không để lộ hết bài bên mình. Được. Vậy mình nói từ ông giáo sư. Anh cả, em ba. Chào sếp Kim. Dừng tay, sao có thể đánh người giữa đường chứ? Bắt lưu manh. Anh cả, anh cả, làm sao vậy? Vào văn phòng em đi. Yusui, cô sao vậy? Sao vậy? Đừng nói chuyện với tôi. Để tôi lật lại ký ức đã. Anh cả ngồi đi. Anh quen Tiểu Dư sao? Con đó là ớt chỉ thiên. Hôm đó suýt là chữa cho anh xuất huyết não. Thôi không nói nó nữa. Gì nhỉ? Amy đi du học mình phỏng vấn đó, mai sẽ tới. Anh cũng thấy lạ, sao lại tới sớm vậy? Em bảo Amy mau về cho yên ổn. Mình còn rất nhiều chuyện phải chuẩn bị. Tiểu Dư đắc tội gì anh rồi? Không sao chứ. Ơ này anh cả, anh tốt tính vậy mà, người xung đột được với anh không nhiều đâu. Phải. Em đang định đề bạc quấy đây.
Cơ mà nếu nhân phẩm cô gái này có vấn đề thì em phải suy nghĩ lại. Thôi chết chắc rồi. Rốt cuộc cô làm sao? Cả quá trình trình bày sản phẩm mô phỏng đều cực kỳ thuận lợi. Nhưng khi tôi bước ra khỏi cửa phòng họp thì gặp một tên tướng bại trận từng bị tôi mắng cho xung huyết não. Sếp Kim gọi người đó là anh cả. Vậy nếu hắn định đứng ngoài nói vào thì thời gian thử việc cô khó lắm mới qua được. Lại tiêu à? Vì công việc này tôi đã nghỉ lớp dạy nhảy. Đó là việc làm thêm béo bở đấy. Dư Phi Tuyết mà có chớp này thì khỏi phải một mình làm ba công việc rồi. Dư Phi Tuyết là ai? Đây không phải lỗi của em đâu nhỉ? Con người tôi thường không phạm lỗi lớn, nhưng lại làm không ít trò giặc xấu xa. Lúc đó tôi đang dạy dỗ một bà điên lên cơn. Kết quả anh sếp Kim nhảy ra bảo vệ bà điên đó, phá chuyện tốt của tôi. Tôi tức lên, chửi cho hắn nghi ngờ cuộc đời luôn. Dù là anh sếp Kim sai trước, nhưng nếu đổi lại là mẹ tôi bị người ta mắng xối xả thì cho dù đối phương có lý thế nào tôi cũng không công nhận. Tôi phải xử hắn chết mới thôi. Người ta cũng sẽ nghĩ thế mà, bên người thân chứ không nói lý. Giờ chết thật rồi. Alo mẹ. Alo Hồng Hồng. Mẹ đang ở dưới nhà con. Xuống mở cửa cho mẹ. Mẹ. Họ đi làm hết rồi à? Mẹ, mẹ vào phòng con nghỉ đi. Con đi rót nước cho mẹ. Được. Mẹ. Mẹ uống nước đi. Ừ. Con chưa tìm được việc mới. Thu nhập làm thêm lẻ tẻ đủ xài không? Đủ à? Giờ con tự đi chợ nấu ăn, đỡ được bao nhiêu là tiền. Với lại con bớt ra ngoài cũng tiết kiệm tiền đi lại. Mẹ, có chuyện gì sao? Mẹ lo cho cuộc sống của con. Ở thành phố lớn như Thượng Hải chắc chắn không dễ sống. Mẹ vừa nghĩ tới việc con không có thu nhập ổn định thì buổi tối mẹ ngủ không ngon. Nhất là con đang thuê, nhà giá đắt như vậy. Nếu con về sống với bố mẹ thì tiền thuê mỗi tháng tiết kiệm được đủ mua bao nhiêu sách về nhà đọc chứ. Hồng Hồng, đằng nào con cũng ít ra đường, có ở Thượng Hải hay không cũng chẳng khác mấy. Hay con về ở với mẹ đi. Con không về. Giờ con kiếm tiền được rồi, con tự nuôi thân được mà. Giờ kiếm tiền bằng nghề viết lách không dễ, nhất là kiểu mới vào đời như con. Nhuận bút cho cô gái nhỏ không có tiếng tăm, chắc ngàn chữ chưa được 100 đâu nhỉ. Con đừng ở đây giác vàng lên mặt nữa. Mẹ, con không lừa mẹ, con cho mẹ xem nè. Mẹ xem, này là nhuận bút trong này hết. Bình luận phim ảnh, truyền hình, mỗi bài không được nhiều, nhưng tích tiểu thành đại đó. Khoản thu này khá nhỉ, nhuận bút cao đấy. Đó là bài PR của doanh nghiệp, con mới viết lần đầu. Lúc đó sửa đau đầu luôn. Cuối tuần còn bị kéo đi dạy dỗ đó. Rồi con mới biết bài PR khác một trời một vực với bình luận phim điện ảnh truyền hình. PR, bài PR, quan hệ công chúng à? Cái này phải là người trải đời mới viết được. Lối viết của con cũng khác, nhưng bài PR thì con không đủ tầm nhỉ.
chứ còn gì nữa. Người liên lạc của doanh nghiệp nói con chưa làm rõ quan hệ PA giữa chủ thể và khách thể, không nắm được trọng tâm, nên cuối tuần mới bị kéo đi dạy dỗ một tăng. Hồng Hồng, người liên lạc của doanh nghiệp là bạn thân của con sao? Không phải, là người quen của chị Chu, nên giờ chị Chu gặp con thì lạnh lùng, gượng gạo lắm. Vậy thực chất là nó mượn cớ tài trợ cho con à? Tất nhiên là không. Họ đã dùng bản thảo cuối cùng của con mà. Con mới nói chưa làm rõ quan hệ PA giữa chủ thể và khách thể thì viết thế nào, có được duyệt không? Cuối cùng vẫn là họ nói con ghi lại, trao chuốt rồi nộp đúng không? Dạ. Nhưng mà 1.000 cầm bổng tay không? Mẹ, họ nói đó là tiền con đáng được nhận. Con đã cố gắng, sau khi trao chuốt sắp chữ, bài PA đã hay hơn nhiều. Nhưng thâm tâm của con có công nhận cách nói đó không? Có chứ. Tuy nói trao chuốt là môn kỹ thuật, nhưng mà nếu họ không nhận bài của con thì họ cũng đâu có dùng, càng không trả tiền cho con, đúng không? Vậy 3 tấm vé cậu ta tặng con à? Dạ. Dù có là bạn thì tiền bạc cũng phải có qua lại song phẳng. Với thu nhập của con bây giờ, chỉ có nhận không thể cho đi. Quan hệ bạn bè như vậy, con có thấy thoải mái không? Mẹ, con không phải người không biết xấu hổ. Con cũng có giúp anh ấy. Anh ấy mở một cửa hàng nhượng quyền, vì hay đi công tác bận không xuể, nên con tới tiệm thu tiền coi sổ sách giúp. Con đã giúp 2 lần rồi, sau này sẽ thường xuyên giúp đỡ. Giờ con biết coi sổ sách rồi à? Cái này đâu có khó, máy tính cài sẵn hết. Con chỉ cần đối chiếu tổng số, đối chiếu tiền mặt trong tiệm xong, giữ lại một phần cho tiệm, số còn lại gửi qua tài khoản ngân hàng ấy là được. Mẹ không hiểu thua chi, nhưng mẹ nghe nói sổ sách kiểu này chỉ cần kết nối mạng là bạn con cũng thấy được. Cậu ta có thể ra lệnh trực tiếp cho nhân viên chuyển vào thẻ ngân hàng, cần chi qua tay con. Nếu nhân viên đó tay không sạch sẽ, muốn lấy thì lấy lâu rồi, còn chờ con đi nhận hộ sao? Nói vậy cũng đúng. Giả lại, dù con có giúp thật, cũng không thể tùy tiện nhận quà đắt như vậy. Đó hoàn toàn là bố thí, mua chuộc, là kiểu lấy lòng, có ý đồ. Đạo lý dễ hiểu như vậy, con biết từ nhỏ rồi. Sao giờ lớn lên thì lại làm bừa thế? Mẹ, quan hệ bọn con đặc biệt mà. Anh ấy không, con đơn phương nhận quà đắt như vậy thì còn có thể giữ cho nhân cách độc lập trước mặt cậu ta không? Càng là quan hệ yêu đương, càng phải giữ cho nhân cách độc lập, mới có sự tôn trọng và bình đẳng với nhau về sau. Con thích phim Jane Eyre lắm mà. Jane và Rochester đã nói câu nổi tiếng gì? Nhưng mà tinh thần chúng ta là bình đẳng. Mẹ, bọn con yêu nhau nên không kìm được chi cho đối phương thứ tốt nhất. Phải, anh ấy giàu hơn con, anh ấy tặng quà cho con theo mức chi tiêu của anh ấy. Con cũng đâu thể bảo người ta tặng con hàng chợ chứ. Với lại đó cũng là tấm lòng người ta, con cũng ngại từ chối. Nếu phải giường không nhà trống như mẹ nói, chẳng lẽ giàu phải kết đôi với giàu, nghèo phải kết đôi với nghèo sao? Nếu vậy thì phát triển tình yêu kiểu gì được? Thôi thà mẹ nói, giờ mẹ công nhận môn đăng hộ đối cho rồi. Mẹ, dù bọn con không bình đẳng về mặt vật chất, nhưng mà tinh thần bọn con bình đẳng. Mẹ tin con đi. Còn chuyện quà cáp, con cũng bàn với anh ấy. Mẹ biết đó, con không phải kiểu con gái vật chất. Mẹ, con thu xếp cho mẹ gặp cậu ta một lần. Bọn con mới bắt đầu, chưa tới lúc
Rốt cuộc con hiểu bao nhiêu về cậu ta? Mẹ không yên tâm. Con hiểu về anh ấy. Anh ấy nói con biết gia đình, công việc, lịch sử kết hôn. Lịch sử kết hôn. Anh ấy nói thật với con, không giấu gì con hết. Mẹ, giờ con lớn rồi, con tự phán đoán được. Con có thể phân tích một sự việc. Mẹ đừng xem con như con nít nữa. Mẹ yên tâm đi. Bên này à? Đây là căn hộ 2201, nhà Lucy. Cô gái lúc trước bố mẹ xuất hiểu lầm đó. Mẹ con hiểu lầm bà. Ông đủ rồi đó. Căn hộ 2202 có ba cô gái: Chu Triết, Dư Sư Huy, Hà Mẫn Hồng. Thơm quá. Ừ, nấu ăn thơm quá. Con giới thiệu cho bố mẹ nhé. Được. Cát Cát. A Sơ, bố mẹ tôi đến này. Để tôi giới thiệu cho hai người. Trăng Trăng à, bọn nó chưa về. Cô, khéo quá, bố mẹ cháu cũng tới này. Bố mẹ, đây là mẹ của Hà Mẫn Hồng. Chào anh chị. Chào chào. Trăng Trăng nhà anh chị giỏi quá, còn rất quan tâm con tôi nữa. Vậy cô bận đi, cháu về trước nha. Được được được. Chào nhé. Trăng Trăng không phải bạn thân nhất của con sao? Sao lại ngó lơ thế? Chị ta một mặt dùng tên mạng chửi con trên Weibo, thái độ cực kỳ ác liệt. Một mặt còn chị em với con. Không nhìn ra chị ta là một người hai mặt. Nếu nó không thích con thì có chửi sau lưng hay chửi trước mặt cũng như nhau thôi. Cần chi tốn công sức giả nhân giả nghĩa chứ? Còn có gì mà nó phải gặp mặt lấy lòng chứ? Có thể là hiểu lầm đó. Mẹ thấy Trăng Trăng không phải kiểu người đâm bị thóc thọc bị gạo. Chuyện này con tìm bạn con là Thích Mục đã phân tích chưa? Tất nhiên rồi. Con coi này, khi không dùng robot quét nhà thì phải sạc. Thấy chưa? Để đây phải cắm sạc. Mẹ vào phòng ngủ xem thử. Mẹ, con cũng có sự riêng tư đó. Với bố mẹ mà riêng tư gì? Phòng ngủ khá thoải mái, cũng sạch nữa. Sàn sưởi còn ấm hơn nhà mình nữa. Con mở sẵn cho bố mẹ đấy. Trăng Trăng, mẹ hỏi con, con và cô bé hàng xóm ban nãy có chuyện không vui à? Đừng nhắc nữa. Con phải giận 3 ngày rồi nghĩ xem có làm lành không. Không tốt đâu nha. Không nên trở mặt với hàng xóm nha con. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Đúng vậy. Mau kiểm tra vệ sinh đi. Kiểm tra xong con mời bố mẹ bữa thịnh soạn. Con nhận lương cũng mấy lần rồi, có sao cũng phải thể hiện lòng hiếu thảo chứ. Kiểm tra vệ sinh cái gì? Bố mẹ sợ con bạc đãi bản thân thôi. Con đâu dám bạc đãi con gái bố mẹ chứ. Con bạc đãi con gái bố mẹ thật rồi này. Bà qua xem đi này. Đồ ăn rác gì thế này? Chắc chắn dinh dưỡng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi xem nào. Nhưng nó có một mình, chỉ đành vậy thôi. Toàn đồ ăn nhanh. Này là hải sản chín nhanh, cũng được mà. Đóng cửa lại đi. Có chơi đi nữa thì bố mẹ cũng đâu thể bỏ lại ông bà nội, ông bà ngoại mà qua chăm sóc con được. Con nói vậy là sao? Được rồi. Ý con là nếu giờ con kết hôn sinh con thì bố mẹ không còn sức qua chăm sóc cháu à? Nên giờ con không đủ điều kiện hiện thực để kết hôn sinh con đúng không? Vậy bố mẹ đẻ thêm đứa nữa đi.
để đứa thứ hai. Bà ê, cái gì? Con đừng ăn nói lung tung. Một câu không hợp là trở mặt. Đặc quyền của bố mẹ to quá. Bà đừng có cản tôi. Tôi sắp đánh người đây. Hai chúng tôi, ông dám đánh ai? Bố đánh ai? Bố nợ đánh cục cưng lớn của bố không? Bố vào trong xem. Mẹ kiểm tra rồi mà. Đồng chí này, Tiểu Dư về rồi à? Bên ngoài lạnh lắm phải không? Bà uống nước nóng đi cháu. Cô vừa nấu đó. Cô đến rồi à? Chưa ăn tối sao ạ? Chưa. À thì các cháu có rượu gia vị không? Nãy cô không tìm thấy ở đây. Rượu gia vị trông thế nào ạ? Xem ra không có thật. Hồng Hồng, con mau xuống siêu thị mua cho mẹ một chai đi. Rượu lâu năm làm cơm đấy. Cần luôn giờ ạ? Ừ, bây giờ đó. Con đi liền. Được. Con đi nhé. Tiểu Dư, cô không biết phải cảm ơn các cháu thế nào. Cô à, ngoài này lạnh, vào phòng cháu nói đi. Được, 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 để cô tắt bếp đã. Cô ngồi đi. Được. À, cái này, cô, đây là đệm sưởi điện nhiệt. Vốn bọn cháu bàn nhau, ba người góp vốn một cái máy sưởi để ngoài phòng khách, để mùa đông dễ chịu hơn. Mà Hà Mẫn Hồng nói không có tiền, nên cháu và chị Chu mỗi người mua một tấm đệm sưởi. Định là tháng này có giấy báo tiền điện. Cô yên tâm, cháu và chị Chu sẽ chia tiền điện dôi ra so với tháng trước, không để Hà Mẫn Hồng chịu thiệt đâu. Không, 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 ý cô không phải thế. Cô tưởng cháu dùng luyện công nên không dám bước lên. Không có đâu, cô ngồi đi ạ. Được. À sơ, em về rồi à? Chị Chu, mau vào đây, vào đây đi. Mẹ Hà Mẫn Hồng đến này. Chị cất đồ rồi qua. Được. Tiểu Dư à, cháu gặp Thích Mục đó chưa? Cậu ta là người thế nào? Gặp rồi, nhưng chỉ lướt qua thôi. Ấn tượng của chị Chu về Thích Mục cũng là từ nhiều năm trước, chắc không có giá trị tham khảo gì mấy. Ban đầu bọn cháu không định lo chuyện bao đồng đâu, cô phải hiểu cho nhé. Dù bọn cháu ở chung nhà, nhưng dù sao cũng chỉ có duyên gặp gỡ, không phải người thân. Bạn cháu ngại xâm phạm đời tư của người khác. Đúng, các cháu là quân tử. Cho đến hôm nay bọn cháu mới xác định Hà Mẫn Hồng thực sự đã ngó lơ Diệp Trăng Trăng, mới thấy chuyện này có vấn đề. Cứ cảm thấy có người cố ý cắt đứt mối quan hệ bạn bè người thân quanh Hà Mẫn Hồng. Nhưng bọn cháu cũng không dám khẳng định. Cháu chỉ thấy thôi, đừng quan tâm vụ xâm phạm đời tư nữa, giao chuyện này cho cô xử lý. Mặc dù người trẻ tuổi gặp vài trắc trở khó khăn cũng là chuyện tốt, nhưng có vài trắc trở con gái không thể chịu được, nên bọn cháu lo chuyện bao đồng một lần. Các cháu hết tình hết nghĩa rồi. Cô thực sự cảm ơn các cháu. Thật đó, nên làm thôi cô. Cô không nói chuyện, các cháu gọi điện cho cô với Hồng Hồng, cô cũng gặng hỏi nó cả chiều. Con bé này mê muội rồi, cô cũng không khuyên nổi nó. Các cháu nói xem, Thích Mục đó là cao thủ thâu tóm lòng người phải không? Cháu chỉ biết Thích Mục vội vàng muốn tìm người kết hôn, còn tại vì sao thì cháu không biết. Cơ mà cô có thể suy nghĩ theo hướng này, xem thử khi giải được câu đố rồi mới quyết định hướng hành động, hay phát hiện mầm mống là tiêu diệt ngay. Hoặc là dù gì Thích Mục cũng hướng tới việc kết hôn, vậy chỉ cần kết quả là kết hôn thì những chuyện khác đều dễ xử, mọi người vẫn phải tự quyết định.
Cô biết nên làm sao rồi. Lúc đó các cháu gọi cho cô thực sự rối như tơ giò, cô không biết phải làm sao nữa. Tiểu Chu, cháu đúng là làm giám đốc, chỉ nói mấy câu đã làm cô thông suốt, tìm được cách giải quyết rồi. Cô thực sự cảm ơn hai cháu. Không cần cảm ơn đâu cô. Cô mau ra làm đi, đừng để Hà Mẫn Hồng thấy. Cô ở chung với bọn cháu. Đúng, chắc nó sắp về rồi. Cô phải ra mau. Cô ra ngoài trước. Cảm ơn hai cháu nhé. Cảm ơn. Cô ra ngay đây. Tôi thấy phương án 1 vẫn tốt hơn. Lucy, tôi cũng thấy là cái thứ nhất. Thôi được. Luật sư Quách, dù bốn phương án có cái lợi và hại riêng, nhưng chúng tôi vẫn thấy kiểu bố trí như pháp vụ Long Thịnh hợp với công ty khởi nghiệp như chúng tôi. Phương án này vừa có thể xây dựng nền móng phục vụ pháp vụ vững chắc sau khi công ty mở rộng mau chóng, vừa có thể chừa không gian phát triển. Tôi thấy cũng hợp nhất. Được. Lucy mai bắt đầu lập phòng pháp vụ nhân viên do cô chọn. Danh sách sau cùng đưa tôi xem qua là được. Được, không thành vấn đề. Luật sư Quách, vất vả rồi. Anh xem cũng muộn rồi, hay mình ăn bữa cơm. Để tôi mời anh ba ly. Sếp Quý không cần khách sáo đâu. Quý công ty trả đủ phí tư vấn. Tôi làm tốt công việc trong bổn phận là trách nhiệm thôi. Sếp Quý, anh thả luật sư Quách về nhà đi. Mấy ngày nay anh ấy làm xong một phương án, làm mail cho tôi một lần. Sớm nhất là 1 giờ sáng, muộn nhất là 2-3 giờ sáng. Nên anh ấy thiếu ngủ trầm trọng. Mình cũng còn gặp nhau dài dài mà. Được, thế anh ấy cũng thấm mệt rồi. Vậy luật sư Quách, anh đã làm hết mình rồi thì tôi không ép nữa. Mình hợp tác thường nhé. Được, mau về nghỉ đi. Được. Mẹ. Mẹ, con về rồi. Lúc con đi mua rượu gia vị thì nghĩ bụng, cái từ đi lý tương có phải hồi nhỏ mẹ sẽ cầm chai tương rỗng đi mua không? Mẹ, mẹ không khỏe ở đâu à? Chị Chu, em cũng muốn ăn sủi cảo. Ăn 10 cái. Được, nấu cho em 10 cái. Về rồi. Bệnh đốt sống cổ lại tái phát. Mẹ đứng lại chóng mặt. Mẹ phải nằm tí. Con ra ăn cơm trước đi. Mẹ có đem thuốc không? Mẹ, không sao, mẹ nằm tí là đỡ. Con ra ăn cơm trước đi. Con nhớ lúc ra tắt đèn giùm mẹ. Ánh đèn làm mẹ càng thêm khó chịu. Mẹ chờ lát, con gọi cho bố. Alo bố. Mẹ tái phát bệnh đốt sống cổ, có thuốc đặc trị gì không? Giờ con đi mua hay đưa mẹ vào bệnh viện luôn? Bảo mẹ con nằm thẳng. Bố lấy xe qua ngay. Được, bố tới ngay đi nhé. Alo Trăng Trăng, chị làm ca đêm nữa à? Gọi Cát Cát và Lucy, bố mẹ chị mời cơm mọi người. Lát chị gửi địa chỉ cho. Được, lát gặp. Đi thôi, Trăng Trăng rủ mình đi ăn. Đi.